vui chào đón em về dự tu Phật thật mùa hè. Kề bên đã có bạn hiền đồng tu thương nên hôm nay nên chùa em chắp tay tín tâm, chân dung Di Đà em khắc sâu trái tim. Niềm tin Phật pháp đậm đà ngày đêm niềm thoát mê tà. Niềm vui về giữa quê nhà nhất tâm Di Đà. Nhớ thức xây nhẹ lắm tâm hồn thấy tâm bình yên, những tháng năm hờn oán tan dần với câu hồng danh. Nhớ phút giây hạnh phúc bên thầy lắng nghe thầy khuya, nhớ những khi ngồi dưới chân ngài kết nên duyên lành. Hôm nay sân chùa như nở trăm đóa sen, sen xanh sen vàng thơm nhất sen trái tim. Mùi hương dịu mát bao người loài hoa đẹp nhất trên đời. Vì tâm hồn tiến rừng người niềm vui phơi phới. Tây phương đây rồi em bước đi thánh thời. Đôi môi em cười tâm hóa ra biến thời. Lòng thương hòa với muôn loài bài ca đẹp nhất trên đời. Lời em là gió cho người phút giây tuyệt vời. Chào đón em về dự tu Phật thật mùa hè. Kề bên đã có bạn hiền đồng tu thương nên hôm nay nên chùa em chắp tay tín tâm, chân dung Di Đà em khắc sâu trái tim. Niềm tin Phật pháp đậm đà ngày đêm niềm thoát mê tà. Niềm vui về giữa quê nhà nhất tâm Di Đà. Nhớ phút giây nhẹ lắm tâm hồn thấy tâm bình yên, những tháng năm hờn oán tan dần với câu hồng danh. Nhớ phút giây hạnh phúc bên thầy lắng nghe thầy khuya, nhớ những khi ngồi dưới chân ngài kết nên duyên lành. Hôm nay sân chùa như nở trăm đóa sen, sen xanh sen vàng thơm nhất sen trái tim. Mùi hương dịu mát bao người loài hoa đẹp nhất trên đời. Vì tâm hồn tiến rừng người niềm vui phơi phới. Tây phương đây rồi em bước đi thánh thời. Đôi môi em cười tâm hóa ra biến thời. Lòng thương hòa với muôn loài bài ca đẹp nhất trên đời. Lời em là gió cho người phút giây tuyệt vời. Thời buổi này là thời buổi mạt pháp, cái khổ càng ngày càng nhiều thêm. Thì chúng ta đã biết rồi, thì Đức Bổn Sư của chúng ta đã nói tóm lại gồm có 8 khổ. Một là sanh khổ, hai là già khổ, ba là bệnh khổ, bốn là chết khổ, năm là thương yêu mà phải xa lìa là khổ, sáu là thù ghét mà phải gặp gỡ, thường gặp gỡ là khổ. Bảy là ham muốn mà không được khổ. Tám là gom hết tất cả là do có xác thân năm uẩn này mà mới có sự đau khổ. Thì quý Phật tử phải nhớ 8 khổ đó nha. Mỗi người phải thuộc nằm ngay trong xác thân này. Thì hôm nay tôi giảng quý vị cũng trở lại xác thân này. Thì 8 khổ đó cuối cùng có cái khổ cuối là gom hết. Tức là do có xác thân này mà phải khổ. Mà xác thân này là cái gì? Thì hôm trước tôi có giảng rồi. Gồm có 6 phần tất cả. Một là mắt, hai là tai, ba là mũi, bốn là lưỡi, năm là, sáu là. Nhưng mà trong 6 phần, phần nào quan trọng nhất?
Mắt quan trọng hay tai quan trọng hay mũi quan trọng? Cái ốc là quan trọng nhất. Đúng rồi đó, cho anh Tràng phó tay để nhớ. Tất cả trung khu của chúng ta tổng hành dinh là cái bộ ốc này. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chỉ cho chúng ta cái cảm giác thôi. Còn cái ốc cho chúng ta cái tư tưởng. Cảm giác là gì, tư tưởng là gì biết không? Tôi có giảng rồi. Cảm giác, tư tưởng rất khác nhau. Tư tưởng nó quan trọng hơn cảm giác. Người bán thân không quan trọng lắm. Bây giờ còn cái biết. Còn cái ốc này hư thì kêu là gì? Nhũng não. Nhũng não nó quan trọng hơn là bán thân. Bán thân là đứt dây thần kinh xúc giác. Nếu tôi đứt phân nửa bên tai mặt thì phân nửa này không có cảm giác, chích vô không đau, để đồ nóng vô không có cảm giác. Nhưng mà cái ốc tôi còn phân biệt ông A, ông B, bà C đến tôi còn biết là người nào. Còn có người nhũng não là toàn thân vẫn còn cảm giác, nhưng mà đến hỏi cái này là ai đây bà, ai đây cô, không biết, con mắt mở trao tráo mà không có phân biệt được. Đứt dây thần kinh này là cái phân biệt mất rồi. Mà cảm giác với phân biệt cái nào quan trọng? Thà là mất cảm giác còn cái phân biệt, tức là còn cái biết. Biết cái này phải, cái này quấy, cái này tốt, cái này xấu. Cái đó là chỗ phát hiện mạnh nhất của linh hồn. Thành ra niệm Phật là niệm bằng cái gì? Phải niệm bằng cái miệng không? Niệm bằng cái gì? Niệm bằng cái tâm. Cái tâm ở đâu? Cái tâm á, thì nó ở trên không gian. Nhưng mà chỗ phát hiện rõ ràng nhất nó là ở đâu? Hả? Cho anh Tràng phó tay để nhớ. Thì cái phát hiện của nó chúng ta kêu là tư tưởng, tức là sự phân biệt. Phân biệt niệm Phật mà tư tưởng phân biệt nhớ tới Phật thì chính là do tư tưởng. Còn niệm Phật là do cái miệng, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái tư tưởng nhớ tới con thì phải niệm Phật không? Vâng, đó là niệm. Niệm con thì sanh về giới, giới con, tức là làm cháu nó, làm chắc nó, phải vậy không? Trước khi chết mà hít vô không thở ra, nhớ tới con, tắt thở cuối cùng này, cái linh hồn sẽ sanh vào trong gia đình. Bị con liếng tiếc con. Thì nếu trong gia đình mà không ai có thai thì có con chó đó, muốn được gần con sanh vào con chó đó. Nếu con chó có thai thì bây giờ mình làm con chó ở trong gia đình của con mình để giữ nhà cho con mình. Còn nếu mà không có con chó nữa thì sao? Ở lối xóm có ai có thai sanh gì đó để được gần gũi con cái mình. Cái linh hồn nó ngu lắm, biết sao, miễn làm sao được gần con thôi. Thành ra cái thương yêu đó khổ lắm. Ghét cũng khổ mà thương cũng khổ. Cái nào cũng luân hồi hết. Thành ra một con người đó có một cái linh hồn mà có vô lượng sát thân. Phải vậy không? Cái linh hồn, cái luồng điện này nó có thể mang dưới hình thức bóng đèn phát ra ánh sáng, được không? Nó có thể mang dưới hình thức quạt máy, được không? Nó có thể mang dưới hình thức là cái tủ lạnh, được không? Nó có thể mang dưới bàn ủi nóng, được không? Được. Như vậy thì chúng ta có thể đầu thai thành người nữ được không? Thành người nam được không? Thành con được không? Thành ông nội ông cố được không? Thành chồng của mẹ mình được không? Làm vợ của cha mình được không? Thì chúng ta thấy Đức Phật khổ ở chỗ đó, thấy chúng sanh tội nghiệp, chúng ta luôn mang đủ sắc thân hết. Rồi người mẹ có thể làm con gà ở trong gia đình được không? Được. Mà người con cắt cổ gà phải cắt cổ mẹ không? Con gà với mẹ mình là hai cái hình tướng khác nhau, nhưng mà linh hồn của con gà chính là linh hồn của mẹ mình. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Cái này là tôi không phải nói gạt quý vị, quý vị ngồi suy gẫm coi phải không? Phải vậy không? Cái linh hồn không bao giờ chết, còn cái thể xác này phải chết. Cái dòng nước linh hồn luôn nó trôi chảy như vậy. Nhưng mà khi có ham muốn
thì cái dòng nước linh hồn này sẽ phát hiện với hình thức trâu, bò, heo, chó, người ta, người nam, người nữ, vân vân. Thì khi hết cái thọ mạng rồi đó thì cái lượng sống xác thân này, trâu, bò, heo, chó này bắt đầu chấm dứt. Nhưng mà dòng nước linh hồn có chấm dứt không? Không. Như vậy chúng ta niệm Phật là niệm bằng cái miệng hay là niệm bằng linh hồn? Nhưng mà nói là nói vậy chứ nó phải qua năm phần. Qua năm phần. Mỗi một cái phần đều qua sáu căn hết. Con mắt cũng qua năm phần, lỗ tai cũng năm phần, cái mũi cũng năm phần. Phần thứ nhất kêu là sắc quẩn, là chưa có cái biết, chỉ nhận lấy sự vật thôi. Phần thứ nhì kêu là thọ quẩn, là cái gì? Là cái biết mà chưa có sự phân biệt. Biết vui, biết buồn, không vui, không buồn. Cái đó kêu là cảm giác. Còn phần thứ ba nữa kêu là tưởng quẩn. Cái thọ quẩn này nó mượn năm dây thần kinh để phát hiện. Thần kinh của một là thị giác của con mắt. Thứ hai là của lỗ tai là cái gì? Thính giác. Thứ ba lỗ mũi là cái gì? Vị giác sao? Hả? À, khứu giác. Cái lưỡi là gì? Vị giác. Cái thân là gì? Xúc giác. Năm chỗ này chỉ phát hiện cảm giác thôi. Còn cái óc này thì phát hiện tư tưởng, thì kêu là tưởng quẩn. Còn dây thần kinh chỉ phát hiện cảm giác vui, buồn, không vui, không buồn. Nhưng mà nếu có mặt tôi vui rồi hỏi tại sao siêu vui quá vậy, thì cái dây thần kinh không trả lời được, mà phải cái óc trả lời. Mà cái óc không phải trả lời, mà cái gì trả lời? Cái tư tưởng mượn cái óc để trả lời. Tôi có giảng rồi, cái quạt máy quay không phải là quạt máy mà là do luồng điện. Cái bóng đèn phát ra ánh sáng không phải của bóng đèn mà là của luồng điện. Luồng điện mượn cái bóng đèn làm cái cơ quan để phát hiện ra cái ánh sáng. Thì cái cảm giác cũng vậy, nó mượn cái dây thần kinh để phát hiện ra cảm giác vui buồn, không vui không buồn. Vậy cảm giác có phải là dây thần kinh không? Phải không? Phải không? Như vậy thì cái ánh sáng bóng đèn có phải là bóng đèn không? Phải không? Ai nói phải đưa tay lên nè. Trời ơi, con mà rối rắm quá, tôi bị suy nghĩ mà không chịu, mà ở một ngày ở đó rồi. Cái ánh sáng làm sao là bóng đèn được? Ánh đèn là của ánh sáng hay của luồng điện? À, của luồng điện chứ. Ánh sáng là của luồng điện mà cái bóng đèn chỉ là cơ quan làm phát hiện thôi. Phải vậy không? Bây giờ nói tôi nhức cái đầu quá, phải cái đầu nhức không? Mà cái gì nhức? À, cái dây thần kinh nó nhức. Mà phải dây thần kinh nhức không? Chính cái cảm giác, cái tâm nó mượn dây thần kinh để nó phát ra cái nhức. Bởi vì tôi ôm cái răng hỏi chứ làm gì nó nhức răng quá. Phải cái răng nhức không? Phải không? Mà chính cái gì nhất? Cái dây thần kinh của răng. Dây thần kinh của răng là cái gì? Là cái chỉ máu. Phải không? Mấy ông mấy bà kêu là cái tủy của răng, mà ở ngoài thường kêu là chỉ máu. Ôm cái răng tới nhà y nhà ri, nó không phải cái răng nhất. Mà tôi soi cái lỗ tôi lấy chỉ máu ra thì hết nhất liền. Hoặc là ăn uống đồ mát lại cho nó đừng có sưng cái chỉ máu nữa. Mà hãy chỉ máu nó sưng rồi thì cái cảm giác nó mới mượn cái sưng của chỉ máu nó phát ra cái đau đớn, cái nhức nhối. Mà nhức nhối có phải là sự khó chịu hay không? Chỗ này là cái chỗ luân hồi sanh tử của quý ông mấy bà đấy. Vậy chứ hỏi giờ như một bậc thánh nhân Đức Phật có nhức răng không? Nhức không? À, cũng nhức như mình thôi. Nhưng mà mình nhức rồi mình sao? Mình nhất mình khổ. Đức Phật nhất có khổ không? À, cái gì làm cho mình khổ? Cái gì? Ai biết nè, tối hù. Tôi giảng vậy mình phải so sánh nên mình biết rồi. Cái gì làm cho mình khổ? Cái tư tưởng, đúng rồi. Chính là cái phân biệt. Cái cảm giác này của tôi. Giờ cảm giác nhất quá, tôi nhất quá, tôi chịu không nổi. Còn Đức Phật cảm giác thì có, nhưng mà họ đó không phải là tôi.
mà nó chỉ là cảm giác thôi. Mà Ngài chính là cái biết nhất. Chút nữa tôi qua cái đó, chút nữa ta trả lời cái đó. Thì Đức Phật với mình tu khác nhau. Ngài tu trên vấn đề linh hồn, chứ không phải tu trên vấn đề cảm giác, không phải tu trên sắc thân. Tôi giảng cái luân hồi trước, rồi tôi giảng qua cái giải thoát sau. Giải thoát nó dính ngay trong linh hồn á, nhưng nó không phải là linh hồn, mà nó cũng không khác với linh hồn. Còn mình thì nhận sắc thân này là mình, nhận cái cảm giác vui buồn là mình, nhận cái tư tưởng phân biệt là mình, nhận cái ý chí quyết định hành động là mình, nhận những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức là mình. Thì nhận xác thân là mình, đó là bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhận cái cảm giác là mình, đó là cõi người, trời dục giới, trời sắc giới. Nhận cái tư tưởng, ý chí, kinh nghiệm là cõi trời vô sắc. Đại khái như vậy. Cái này tôi phải giảng nhiều, tôi nói đại khái cho quý vị thôi. Ít nhất cũng gặp nhau và 20-30 lần nữa thì tôi mới đi sâu được, để cho quý vị có cái đại cương vậy đó. Giờ hiểu không? Đó, vậy thì khi con mắt mà thấy một sự vật đó, thí dụ như tôi nhìn cái bình thủy, thì đầu tiên cái bình thủy nó nằm ở trên tròng đen tôi, thì cái bình thủy tròng đen của tôi kêu là sắc quẩn. Thì bình thủy là vật lý, còn con cái tròng đen của tôi là sinh lý. Biết vật lý sinh lý không? Vật lý là sự vật chưa có cái biết, chưa có sự sống. Cái bình thủy này có sự sống không? Còn có cái biết không? Không. Còn cái tròng đen tôi có sự sống không? Có. Có cái biết không? Có không? Ai nói có đưa tay lên nè. Thành ra cái bình thủy này với cái tròng đen tôi khác nhau. Cái này nó là vật lý, tức là chưa có biết, chưa có sự sống, nó không có ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng gì hết. Còn cái tròng đen của tôi chưa có cái biết nhưng mà có sự sống. Tôi mà chết xuống đây một cái rồi thì cái tròng đen này trở thành cái gì? Trở thành vật lý, phải không? Cái răng của quý vị đó là sinh lý, bởi vì nó có cái chỉ máu trong đó. Nhưng mà khi lấy hết chỉ máu thì cái răng thành cái gì? Thành cái gì? Vật lý. Giờ hiểu vật lý sinh lý không? Như con mắt tôi đây là sinh lý hay vật lý? À, sinh lý. Giờ tôi móc con mắt hư móc bỏ ra ngoài thì con mắt thành cái gì? Hiểu vật lý sinh lý chưa? Phải phân biệt cho rành đó. Cái này trong duy thức rành, học Phật là phải rành cái chỗ đó. Thành ra vật lý là sự vật chưa có cái biết, chưa có sự sống. Sinh lý là sự vật có sự sống mà chưa có cái biết. Còn tâm lý là có sự sống, có cái biết mà chưa có phân biệt. Đó gọi là cảm giác thọ quẩn. Để ý chưa? Trong người quý vị á, chứ tôi không nói trên trời đâu. Đó là tôi nói về con mắt, lỗ tai cũng vậy. Cái lỗ tai mà khi cái màng nhĩ tôi mà tiếp xúc với cái âm thanh, quý vị trả bài cho tôi lỗ tai tôi nghe, thì cái màng nhĩ tôi phải tiếp xúc với âm thanh. Thì âm thanh của quý vị là cái gì? Vật lý hay sinh lý? Cái tiếng nói của quý vị là vật lý hay sinh lý? Vật lý hay sinh lý? Còn cái màng nhĩ của quý vị là sinh lý hay vật lý? Sinh lý. Và khi nào mà quý vị thọc nó lủng cái màng nhĩ rồi, mà nhĩ trở thành cái gì? Vật lý. Còn nghe nữa không? Còn rung động nữa không? Còn. Bây giờ phân biệt vật lý sinh lý chưa? Quý vị đúng rồi, quý vị phải trả bài. Tôi hỏi mấy ông bác sĩ mà trả lời còn không xong đấy. Vì không để ý. Học sinh nào cũng vậy. Học vật lý học, học sinh lý học, rồi học tâm lý học. Có học không? Hồi đó tôi cũng học, mà tới trường tôi coi di thức tôi chẳng hiểu gì hết. Di thức bị phân biệt vật lý, sinh lý, tâm lý, hay phân biệt căn, trần, thức. Bên chữ Phật giáo thì kêu khác. Vật lý là trần, còn sinh lý là căn, còn tâm lý là thức. Căn, trần, thức. Căn là con mắt tròng đen tiếp xúc với cái bình thủy là trần. Thì bây giờ cái tâm lý mới phát hiện ra cái cảm giác đầu tiên. Nhưng mà tôi có học vừa Phật giáo mà vừa bên ngoài, vừa bên nhà trường nữa. Thành ra tôi biết cái vật lý nó chính là trần. Còn sinh lý tiếng là căn. Căn tiếp xúc với trần và vật lý tiếp xúc với sinh lý. Thì bây giờ cái tâm lý mới phát hiện.
Mà tâm lý đầu tiên là cái cảm giác, tức là thọ quẩn. Vậy thì con mắt tôi tiếp xúc với bình thủy kêu là sắc quẩn, chưa có cái biết. Rồi bây giờ dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái bình thủy trên tròng đen, chứ không phải bình thủy bên ngoài. Còn cái tròng đen tiếp xúc bình thủy bên ngoài thì nó nhận lấy cái bình thủy trên tròng đen, giống như cái gương vậy. Để vô đây thì cái hình của này nó nằm trong gương, phải không? Thì cái tròng đen mình là cái gương đấy. Khi nhìn sự vật thì cái này nó nằm trên tròng đen. Thì bây giờ dây thần kinh thị giác nó mới tiếp xúc với cái bình thủy trên tròng đen. Thì bây giờ cái dây thần kinh nó mới rung động. Thì cảm giác là cái tâm mới mượn cái rung động để phát ra cái vui, cái buồn, không vui, không buồn. Khó không? Tôi giảng khó lắm không? Giảng trong người quý vị đó chứ không ở đâu đâu. Mà quý vị đâu có để ý. Mà không để ý là không thành thánh được á. Quý vị có mơ màng nó làm gì nó làm, mình nó muốn kéo đi đâu nó kéo. Còn mình hiểu biết nó, mình làm chủ lấy nó. Thì nó muốn kéo mình xuống địa ngục gọi quỷ súc sanh không? No, không có chơi với cái điều đó nữa. Nghe không? Rồi bây giờ ông ấy thì mình chuyển nghiệp mình lên cõi trời. Còn Phật thì không có ngán. Thấy nó vậy nhưng mà không dính mắt. Còn cõi trời thì sợ quá đi. Mày kéo tao xuống địa ngục ngạ quỷ tao khổ, tao thăng qua lên. Nghe không? Tao không xài mày nữa mà tao xài bên trong. Nghe không? Rồi tôi siêu lên nữa. Còn Phật thì không ngán. À, nói vậy thì nói vậy, thấy nó rõ nó, mà thấy rõ thì không dính mắt. Không dính mắt nó đâu có làm gì mình được. Còn quý vị có mơ màng nó kéo đau dạ, trời sai ai nấy dạ. Thì như vậy là Phật đau lòng cho mình. Làm cho xác thân này sống 40 năm rồi mà không hiểu gì nó hết. Nếu quý vị biết rành đó, về sắc quẩn thì quý vị đắc quả nhập lưu. Biết rõ. Còn biết không rõ mà quý vị sự sợ, quý vị nhọt lên thì sành người trời. Thành ra người trời dục giới nó tương tự như nhập lưu. Nó hiểu không rõ. Mà hiểu không rõ thì sao? Khi đụng cảnh thì sao? Dính mắt. Thành ra rớt là chỗ đó. Thành ra người trời mà gặp địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quỷ súc sanh là ham tiền thương khó, lánh nó rồi. Thời gian gần đó nói chuyện hay quá thôi mến nó lại. Còn một vị nhập lưu rồi, bây giờ gần nói gì nói, các ngài không có siêu lòng. Các ngài thấy rõ cái ân ái, cái tình thương đó là có nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Thấy rõ như vậy. Thành ở trong đó thì ở, nhưng các ngài không dính mắt. Mình ăn món đồ ngon quá thì mình thích. Nhưng mà các vị thánh ta ăn món đồ ta vẫn biết ngon. Nhưng mà không có cái thích, không có cái ghiền. Thành ra giới thứ năm đó là khó, cấm ghiền các chất sai. Có người nói như vậy thì cấm con uống cà phê, cấm con uống rượu, cấm con hút thuốc hay sư. Tôi nói không phải cấm ghiền, chứ không phải cấm uống. Uống cà phê thì uống, nhưng mà thành cử thì kẹt. Thành cử tức là ngày ba cử mà không có thì sao? Không có thì quậy. Quậy thì sao? Quậy thì mất khôn. Tôi nói no thì mất ngon, mà giận thì sao? Mất khôn. Còn các bậc thánh người ta vẫn uống, nhưng mà ta không ghiền. Không ghiền thì có sân không? Không sân thì thông minh. Mà thì giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Còn các ngài thông minh, các ngài thấy rõ thì không có vấn đề. Mà không có vấn đề thì cần giải quyết không? Không. Thành ra bậc thánh là sống cuộc đời này không có vấn đề. Thành ra các ngài không có giải quyết. Các ngài làm là làm, không làm không được thấy tối. Chứ không phải làm là để mục đích. Không có mục đích. Sống là không có mục đích. Thì khi mà con mắt tôi tiếp xúc sự vật thì cái bình thủy này là vật lý, con mắt tôi là sinh lý. Thì hai cái này kêu chung là sắc quẩn. Sắc là có hình tướng mà chưa có cái tâm thì gọi là sắc quẩn. Rồi dây thần kinh thị giác tôi mới tiếp xúc với bình thủy ở trên tròng đen. Bây giờ dây thần kinh nó mới rung động. Cứ như cái quạt máy mà có điện vô nó rung động vậy. Thì cái cảm giác mới mượn cái rung động để phát ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Thì cái này kêu là gì? Kêu là thọ quẩn. Là cái biết mà chưa có phân biệt. Rồi biết vui, biết buồn, biết không vui, không buồn. Còn cái thứ ba bây giờ thấy vui quá người ta mới hỏi thì cái cảm giác này không trả lời được. Nó mới đưa cảm giác vui buồn, không vui buồn lên trên óc.
thì cái óc bây giờ mới tiếp xúc cái đó, thì tư tưởng mới mượn cái óc để trả lời, chứ cái óc không phải chỗ trả lời. Nghe khoa học lầm cái chỗ đó. Hồi đó tôi học lớp 12 đó thì khoa học nói là cái óc là cái chỗ chứa tất cả hiểu biết. Tới trường duy thức nói sai, cái óc là cái ống loa thôi, còn cái chỗ hiểu biết nó nằm trên không gian, nó thuộc về linh hồn. Thì bây giờ tôi mới thấy duy thức độc đạo. Thành ra các vị bên khoa học đó thì nói là mấy nhà bác học như Einstein, như là các nhà bác học lớn nó mổ ra thì cái óc nó có nhiều lần xếp hơn người ta. Thí dụ mình người thường thì có 2-3 lần xếp thôi, còn các nhà bác học tới 10+ lần xếp. Ở trong cái óc nó có những cái lần xếp rất vi tế. Thì họ nói cái lần xếp đó là cái chỗ tư tưởng phát hiện. Thì bên duy thức nó không phải, cái đó là cái ống loa tốt thôi. Bởi vì cái tiếng nói đó, nó muốn lớn tiếng thì nó phải có hai điều kiện. Một là cái làn sóng phải mạnh, hai là cái ống loa phải tốt. Phải vậy không? Bây giờ cái làn sóng mạnh mà cái ống loa nó yếu thì cái tiếng nói cũng nhỏ thôi. Phải vậy không? Rồi bây giờ làn sóng nó yếu mà cái ống loa tốt thì cái tiếng nói cũng yếu thôi. Thành nó muốn tiếng nói lớn thì phải có hai điều kiện. Một là làn sóng mạnh, hai là ống loa phải thật tốt. Thì cái ốc đây là cái ống loa chứ không phải là tiếng nói. Mà tiếng nói là nằm trên không gian. Thành ra tư tưởng là nhớ lại. Mà muốn nhớ lại đó thì tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức học hỏi mình nó là ở trong linh hồn, tức là thức quận. Nhưng mà tư tưởng nó không có moi được. Moi được đó là ý chí, tức là nghiệp. Nghe không? Cái bà thường dùng tiếng nghiệp đó mà không hiểu gì hết. Chạy xuống dưới gặp tôi, bạch sư nghiệp con nặng lắm sư ơi. Tôi nói nặng bao nhiêu ký? Cúng dường cho tôi đi, tôi lãnh hết. Bởi vì cái nghiệp nó không thật. Nhưng mà nếu thấy nó kệ thật rồi thì mình trả hoài không hết, không bao giờ đắc quả được. Chừng nào mình thấy nó chính là cái năng lực thì cái này phải qua đạo Phật đấy. Còn đạo trời thấy nó thì làm sao? Chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là gì? Là phải giữ 5 giới, 8 giới, niệm Phật, đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm chưa chuyển, khỏi cần niệm Phật, đây là chuyển đấy. Chuyển nghiệp tức là bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt qua cái xiềng vàng. Còn đạo Phật là không dính cái xiềng nào hết. Nghĩa là không phải bỏ xiềng, nhưng mà tôi không dính cái xiềng nào hết. Tôi vẫn ở trong xiềng, muốn mang xiềng sắt, xiềng vàng, xiềng cây, xiềng gì cũng được hết, nhưng mà không bao giờ tôi dính mắt nó. Thành ra hai cái nó khác nhau. Mà muốn không dính mắt thì làm sao? Mình phải thấy cho rõ. Còn thấy mờ mờ mà chạy trốn, thấy con rắn tôi sợ, tôi chạy nó mai mốt gặp nó sợ không? Vẫn còn sợ như thường. Tôi thấy tiền, tôi biết tiền nó làm cho ô nhiễm, tôi sợ tôi chạy trốn nó. Rồi mai mốt tôi không tránh nó được, tôi cầm tiền thì nhiễm không? Nhiễm. Còn Đức Phật, một vị thánh nhân, họ cầm tiền mà họ không nhiễm thì có bao nhiêu tiền cũng được hết. Họ dùng cho Phật sự, họ không có nghĩ tới họ được, không có nghĩ sắc thân họ. Thì bây giờ có 10 tỷ, 100 tỷ, tỷ tỷ, bao nhiêu cũng được hết. Còn như tôi chạy trốn nó là tôi còn dính mắt. Quý vị đừng tưởng là tôi ngon. Hãy chạy trốn là còn dính mắt. Nhưng mà tại sao chạy trốn chi, quý vị biết không? Quý vị biết không? Mình, cái nhân của mình vẫn còn. Cái nhân tham tiền, tham sắc, sanh danh, tham lợi vẫn còn trong này. Mà bây giờ quý vị bỏ phân, bỏ nước, quý vị chăm sóc nó thì nó lên không? Nó lên cây trổ trái liền thì chết queo xuống 4 đường ác liền. Rồi bây giờ tôi còn tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi, tôi biết tôi còn. Nhưng mà tôi tránh nó không có phân đất nước gì vô, nó mọc được không? Không. Nhưng mà hết không? Hết không? Không hết đâu. Nhưng mà dễ tu không? Dễ. Nếu tôi tránh cái duyên rồi thì cái nhân nó còn thì tôi chiếu soi nó, chiếu kiến ngũ quẩn dai không. Còn bây giờ bên ngoài lăng xăng rắc rối, bên trong tội lỗi gợi khiêu thì chết, làm sao tu được. Thành ra tôi khuyên quý vị muốn cạo đầu, 8 giới là chỗ đó. 3 giới sau là quý vị bắt đầu trở vô, không có hiếu ngoại nữa. Còn 5 giới chưa có gì hết. 5 giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là cái giới thôi, dễ giữ lắm. Tại sao dễ giữ biết không? Nếu quý vị phạm là ta thưa công an, ta còn đầu quý vị. Tôi giết người thì bao nhiêu tôi phải ở tù, thôi là bà con anh em là đánh tôi thôi. Tôi trộm cắp là cũng bị ta thưa ở tù thôi. Tôi tà dâm với vợ con người khác cũng ở tù thôi. Còn thôi người ta cũng nhận đánh. Nhưng mà 3 giới sau là không có. Nó thuộc về hạnh chứ không phải là giới nữa. Ví dụ phải phân biệt cái giới với cái hạnh. Đức Phật nói giới thì dễ giữ, mà hạnh rất khó dịch.
Bây giờ tôi nghỉ ghế cao nằm giường rộng, tôi ngồi cái xích đu hay ngồi êm, tôi cà lắc, tôi coi truyền hình, quý vị có đi thưa tôi được không? Không, tôi đâu có chạm tới ai đâu. Nhưng mà với hình thức đầu trọc mặc áo vàng làm cái đó, không có tư cách người tu, không có hạnh kiểm gì hết. Quý vị sẽ không kính tôi và không xuất gia nữa, thì vô tình ảnh hưởng tới quý vị. Nhưng mà tôi làm rồi thì tôi vẫn an ổn thôi, nhưng mà cái tâm tôi cắn rứt, còn quý vị không có đụng tôi gì được hết. Rồi tôi nghe xem hát múa đờn kèn chú Duy Đoan ấn tiệc, tôi đi nhảy múa, tôi ca ca giọng cổ, tôi ca tân nhạc, quý vị có làm gì tôi được không? Không. Nhưng mà cái tư cách người tu là không được. Tôi ca một giọng cổ 10 rượu rồi tôi múa tay múa chân tôi nhảy thì quý vị không làm gì tôi, có đụng chạm tới gì quý vị đâu. Thành ra đây là cái hạnh của người tu, hay cái oai nghi, cái tư cách của người tu. Cái này rất là khó giữ, rất là khó, bởi vì nó không chạm tới ai hết. Tôi trang điểm phấn son dầu qua áo quần hàng lửa tươi tốt, tôi mặc đồ ca tê đeo đồng hồ vàng, tôi đi giày bếp cana như giày sân đan, mấy gì cũng không làm gì tốt, phải vậy không? Nhưng mà cái tư cách người tu là không được. Mất cái hạnh đó là tôi không có tỉnh thức, tôi còn say mê vật chất. Thành ra quý vị để nhớ là năm cái giới đầu là giới, năm cái sau là hạnh. Ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn trưa, một ngày tôi ăn 4 bữa, quý vị không làm gì tôi được hết. Rồi tôi mới ăn thịt cá, quý vị cũng không làm gì tôi được hết. Tôi cầm tiền cả đống, cầm vàng cả đống, quý vị cũng không làm gì tôi hết. Nhưng mà tư cách người tu là không xứng đáng, làm hổ danh cho đạo Phật, hại cho mình, hại cho đạo Phật, hại cho giáo hội và hại cho tất cả Phật tử. Do đó tôi phải nhìn cảnh mà cái hạnh rất là khó nhìn. Thôi giờ chúng ta trở lại. Như vậy đó thì cái tiến trình của năm quẩn, khi mà tôi thấy cái bình thủy thứ nhất nó nằm ở trên trồng đen của tôi, thì đó là sắc quẩn, chưa có cái biết, chỉ có nhận sự vật thôi. Rồi dây thần kinh thị giác mới thấy cái bình thủy trên trồng đen rung động, thì cái cảm giác, cái tâm cảm giác mới mượn cái đó để cho cái vui, cái buồn, không vui, không buồn. Cái biết mà chưa phân biệt, cái này kêu là thọ quẩn. Rồi người ta hỏi tại sao si vui thì cái cảm giác không trả lời được, đưa lên trên óc, thì cái óc nó mới nhận lấy cái cảm giác này, thì cái tư tưởng, tức là tưởng quẩn mới phân biệt. Mà muốn phân biệt thì nó phải nhớ lại. Mà cái kho chứa cái nhớ lại kinh nghiệm kiến thức của tôi nằm ở đâu? Nằm ở trong thức quẩn, tức là linh hồn. Nhưng mà tưởng quẩn nó moi không được, phải nhờ cái ý chí là cái nghiệp, tức là nghiệp đó mới moi trong đó, mới cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. Tôi vui là từ xưa giờ tôi nghe nói cái bình thủy này rất tốt, rớt không bể, mà nó đựng nước có thể 12 tiếng hồ vẫn còn nóng. Nó tiện lợi vô cùng, nó nhỏ đi đâu gọn. Bây giờ có người ta cúng cho tôi một cái, hay là tôi thấy cái này, tôi vui vô cùng. Thì cái trả lời này chính là tưởng quẩn. Nhưng mà cái kho chứa những cái trả lời này chính là thức quẩn, mà moi trong đó chính là ý chí, là nghiệp. Hiểu kịp chưa? Thành ra tôi mới nói thường thường cái nhớ nghĩ Phật, tưởng Phật là do linh hồn. Thật ra không phải, đó là tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng không có linh hồn thì không có gì hết. Thành ra linh hồn mất rồi là chúng ta mất hết, không còn cái gì. Linh hồn là ông chủ, tức là tâm tạng. Chúng ta đang đi thỉnh kinh đấy. Năm thầy trò này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là con người chúng ta. Cái sắc quẩn là con ngựa, chúng ta cởi nó mỗi ngày. Còn cái thọ quẩn là gì? Trư bắt giái, ham ăn, ham ngủ, ham đủ thứ, ham cái cảm giác vui, ghét cái cảm giác khổ. Còn cái tưởng quẩn là gì? Ông Tề Thiên, nó phân biệt đủ thứ, lợi hại, dinh nhục, đặt tên này kia rồi, chế biến là bài vẽ tùm lum, ông quân sư Tề Thiên Đại Thánh này. Thành ra luân hồi sinh tử chính là ảnh. Cảm giác vui buồn, cảm giác khổ đau, cảm giác lân lân dễ chịu, ai không có? Phật cũng có nữa. Nhưng mà Phật không có tư tưởng, Ngài không có phân biệt là cảm giác này dễ chịu quá, làm sao giữ nó cho nó lâu. Thì đó là của quý ông bà của tôi. Thành ra được cái cảm giác dễ chịu thì mình thích, muốn làm sao có cảm giác dễ chịu hoài, tham, và tìm cách giữ cảm giác dễ chịu lại. Mà giữ được lâu, tham nặng thêm. Mà giữ không được thì sao? Sân. Thành ra chúng ta sống với cái tham sân. Đức Phật không có cái tư tưởng.
Không có nghĩa là Ngài không phải là không có tư tưởng, nhưng mà Ngài không dính mắc vào tư tưởng. Ngài vẫn có cảm giác mà không dính mắc vào cảm giác, Ngài có tất cả. Còn chúng ta khoái cảm giác, chúng ta chìm trong cảm giác lạc thọ, muốn giữ nó lại lâu. Chưa có thì mong nó có, khổ. Khi có rồi lại sợ nó mất, khổ. Mà khi nó mất thiệt, khổ càng nhiều nữa. Rồi cảm giác khổ thọ tới, chúng ta không muốn. Không muốn nhưng mà nó khổ. Khi nó tới rồi chúng ta khổ. Rồi tới rồi chúng ta tìm cách đẩy lui nó. Mà nếu chúng ta kinh nghiệm kiến thức giỏi giắn, chúng ta uống thuốc 5 phút hay bác, chúng ta có học qua bác sĩ, thì 5 phút nó hết, chúng ta tham. Còn nếu uống mà nó không hết, bệnh nặng quá, chúng ta khổ. Thành ra cảm giác dễ chịu cũng khổ, mà cảm giác khó chịu cũng khổ, cái nào cũng khổ hết. Nhưng mà cảm giác dễ chịu khó chịu là cái cảm giác tự nhiên. Hãy có thân mà trong cái nghiệp người thì ai cũng có cảm giác dễ chịu khó chịu hết. Nhưng mà dính mắc vào cái cảm giác này thì là ngạ quỷ. Rồi tìm cách mà phê phán cảm giác này chính là tư tưởng. Thành ra anh tư tưởng này nhiều chuyện nhất. Cảm giác dễ chịu khó chịu thì cứ để nó vậy thôi. Cái này anh lợi thích cho cảm giác dễ chịu là ghét cái cảm giác khó chịu. Thì cái phê phán đặt tên này đó chính là tưởng quẩn. Mà cung cấp chất liệu cho nó là hành quẩn, là nghiệp. Mà chỗ chứa chất, cái kho chứa chất liệu chính là thức quẩn. Bây giờ hiểu kịp chưa? Thành ra duy thức nói rằng ở trong thức quẩn đưa ra nghiệp, hành quẩn. Hành quẩn cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới bài vẽ cho cảm giác. Cảm giác mới sai khiến sắc thân này. Thành ra cuối cùng qua năm giai đoạn. Rồi khi tạo tác rồi đó thì cái hành quẩn, cái tư tưởng nó sai biểu, nó đề nghị anh hãy coi cái bình thủy này tốt quá, anh xin đi. Thì cái ý chí hành nghiệp nó mới quyết định cái thân sai, cái thân đi kiếm, dính hỏi sư cô, và cái miệng nói sư cô thấy bình thủy này có Phật tử nào, cho tôi xin một cái. Đó thì cái thân nói kêu là thân đi là thân nghiệp, mà miệng nói kêu là khẩu nghiệp. Tất cả đều do ý chí sai khiến. Thành ra anh miệng với anh thân không có tội lỗi gì. Đó là thiên lôi, sai đâu đã đó, thay đâu đánh đó. Thì cái người sai mới là chân. Thành ra trong ba nghiệp, thân nghiệp, miệng nghiệp và ý nghiệp, cái nào quan trọng? Ý nghiệp. Ý nghiệp tức là cái gì? Là ý chí, đúng hơn, là tư tưởng. Nhưng mà nên nhớ ý chí mà sở dĩ nó sai khiến được là nhờ cái gì? Nhờ anh tư tưởng. Tư tưởng phân biệt lợi hại như thế này. Rồi ông ý chí đó, anh nghiệp đó thấy cái gì lợi là nó làm thôi. Bây giờ xuống địa ngục cũng làm nữa. Mà cái gì hại vào bây giờ lên thiên đường, lên niết bàn mà hại cho ông chủ nó, nó cũng không làm. Thành ra nói trong bảy thức, anh thức thứ bảy này, anh nghiệp này là ngu nhất. Nhưng mà chính nó điều khiển cái hành động cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà điều khiển đều do cái ông quân sư tư tưởng này bài vẽ. Khi học tri thức vì mới thấy cái hay của nó. Thành ra nó cho rằng tư tưởng là quân sư, còn ý chí đó là ông đại tướng, còn tam tạng cái kho chứa đó là cái gì? Là ông chủ, ông vua. Ông vua là ông chứa hết tất cả vật chất. Nhưng mà đánh giặc đó thì do ông đại tướng. Còn bài binh bố trận, đánh cái nào họ thủy lục không quân, cái nào không quân, cái nào bộ binh, cái nào ấy đó thì do ông quân sư bài vẽ. Hỏi vậy quý vị, cho quân sư tội hay là đại tướng tội hay là ông vua tội? Quý vị ngồi suy nghĩ, trong này có đủ mấy quý vị hết đó. Ông quân sư trong quý vị cũng có, là anh tư tưởng đấy. Còn có ân ý chí của quý vị cũng có ý chí, thì nó không có hình tướng nó không có nương vào cái căn nào hết à. Ông quân sư được mà phải nương vào cái ốc. Còn ý chí với cái linh hồn là ông vua thì cũng không có nương vào đâu. Hai cái này không có hình tướng. Thành ra không hình tướng do nên nó không hoại, nó không mất, nó còn hoại. Thành ra khi chết là còn có ông vua với ông đại tướng thôi. Ông tư tưởng này là mất cái ốc rồi, nó không có mượn gì nó phân biệt được hết, nó phải gián đoạn. Thành ra khi chết rồi cái sắc thân gián đoạn, sắc quyển gián đoạn, các dây thần kinh đứt rồi, cảm giác gián đoạn, cái ốc này cũng tiêu rồi, tư tưởng gián đoạn. Năm mà mất hết ba. Còn có ông ý chí này muốn sống, muốn hưởng ngũ dục nữa, thì nó ôm cái kho kinh nghiệm kiến thức ký ức đã làm trong cuộc sống, làm ông chủ, làm ta,
còn tưởng quẩn cảm thọ sắc thân là của ta, mà của ta đã diệt mất rồi, còn cái ta là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước, cái này là cái ta, nó dưới hình thức chủng tử ở trong linh hồn. Thì đó là cái tiến trình của ngũ quẩn qua con mắt. Giờ tôi cho một cái nữa, tiến trình của cái lỗ mũi. Khi mà thắp cái nhang trầm lên, như nãy mấy ông linh thỉnh tôi có thắp cái nhang trầm ở trong đó đó, thì cái nhang trầm nó bốc lên, thì cái lỗ mũi tôi sẽ tiếp xúc với cái nhang trầm đó. Thì cái này kêu là cái gì? Sắc quẩn hay thọ quẩn? Sắc quẩn. Thì cái nhang trầm là vật lý, phải không? Cái mùi thơm nhang trầm là vật lý, cái lỗ mũi tôi là sinh lý, nó có sự sống. Thì cái gai trên mũi của tôi, quý vị không tin, nó học cho kỹ mới thấy là có cái gai trên mũi hột hột nhỏ nhỏ đó. Mà nếu cái gai này sưng rồi đó là cái cảm giác đau đớn nghẹt mũi. Mà cái gai nó bình thường thì nó không có nghẹt, nó thông. Quý vị thấy bây giờ nghẹt mũi, quý vị lấy kiếm đi soi cái gai này, nó nổi nóng lên trên nó đỏ ao. Thành ra cái gai này tiếp xúc với cái mùi hương trầm đó. Cái gai là sinh lý, mùi hương là vật lý, tức là căn tiếp xúc với trần. Thì có cái biết không? Chưa có đâu. Thì nó kêu là sắc, sắc quẩn. Rồi bây giờ tới dây thần kinh khứu giác, nó nằm ở trên mỗi cái gai, có dây thần kinh lăng tăng nó đưa lên trên ốc, thì kêu là thần kinh khứu giác. Nó mới tiếp xúc với cái mùi ở trên cái gai, cái mùi thơm ở trên cái gai mũi á, thì bây giờ dây thần kinh nó rung động. Thì cái cảm giác vui buồn, không vui không buồn, nó mới mượn cái đó để nó phát ra cảm giác vui buồn, không vui không buồn. Thì cái cảm giác đó rồi đó, thì người ta mới hỏi sao mà sư hửi cái mùi hương này cái mặt thấy tươi rối vậy. Thì cảm giác không trả lời được, thì cảm giác vui buồn nó mới đưa lên trên đầu, thì tư tưởng mới mượn cái ốc để mà trả lời. Mà tư tưởng muốn trượng trái ốc trả lời thì phải nhớ lại trong linh hồn. Tôi nghe nói cái mùi nhang đó thơm nhất là mùi nhang đen, mùi nhang trầm vậy đó. Tôi rất thích cái mùi đó. Hôm nay được ngửi mùi đó tôi cảm thấy vui. Thì cái trả lời này đó chính là cái linh hồn nó chứa những cái kinh nghiệm kiến thức đã qua. Nhưng mà tư tưởng moi trong đó để trả lời. Mà moi trong đó chính là nghiệp cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. Thì đó là cái tiếng trình tự ở trong đưa ra. Rồi tư tưởng mới đề nghị, mấy bài vẽ anh quân sư này độc đáo nè. Cái mùi nhang này thơm mà tốt ích lợi cho cái hơi thở của sư. Sư nên hỏi sư cô coi mua ở đâu, kêu nhược tử nào mua để xin về. Thỉnh thoảng sư thắp nó, hay là lúc độc giới sư thắp nó. Thì cái anh nghiệp này anh nghe nói phải, anh mới sai cái miệng, cái thân đi kiếm sư cô, cái miệng đi hỏi sư cô. Thì cái thân là thân nghiệp, cái miệng là khẩu nghiệp. Và chính do cái ý chí là cái nghiệp sai khiến nó. Thành ra trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, cái ý nghiệp là quan trọng hơn. Thì bây giờ bắt đầu có cái đó rồi, đi hỏi sư cô này kia rồi, thì bắt đầu nó bắt đầu hành động. Thì tất cả cái này nó chứa lại trong cái kho linh hồn, dưới hình thức chủng tử. Mai mốt ai hỏi cái nhang này ở đâu vậy sư, thì nó nhớ lại nó mới trả lời. Bữa đó tôi đi Phật Thất Phước Thành sau đó, tôi thấy nhang thơm hỏi sư cô, thì cái này nó chứa trong cái A Lại Gia. Hay có ai hỏi tới là nó moi trong đó nó đưa ra, cũng cái tiến trình ngũ quẩn đó thôi. Bây giờ tôi nói thí dụ con mắt rồi, cái lỗ mũi rồi, bây giờ thiếu cái lỗ tai, cái miệng với cái thân, ba cái để cho ba vị. Thì thấy ba vị đưa tay. Bây giờ ai trả lời trước nè, ai làm trước? Rồi cô này trước đi, muốn thí dụ cái nào thí dụ. Có ba cái đó heo, có tôi là hai rồi. Bây giờ còn cái lỗ tai nè, cái miệng nè, cái thân, lỗ tai hả? Thôi trả đi. A Di Đà Phật, con xin thí dụ cái lỗ tai với sư. Thí dụ một người, cho một người Phật tử đó chửi con. Không, giải thích trước rồi mới thí dụ sao chứ. Sắc quẩn là gì, thọ quẩn là gì, tưởng là quẩn, hành là thức là gì, rồi mới dạy cho thí dụ chứ. Tôi giống như tôi vậy, khôn quá, chảy ngang là không được. Sắc quẩn là do năm nhóm, như năm nhóm tạo thành cho con người của mình. Đó là sắc quẩn, một là sắc quẩn, hai là thọ quẩn, ba là tưởng quẩn, hai là hành quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn là cái gì?
sát khuẩn là do sự cấu tạo của sáu căn. Nó có cái biết không? Dạ, sáu căn nó không biết, nó không chưa biết. Nó chỉ là nhận sự vật thôi. Nó chưa biết. Dạ, nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Rồi thọ quẩn là gì? Dạ, thọ quẩn là dây thần kinh đi. Nó có cái biết không? Nó có cái biết. Thì có phân biệt không? Dạ, nó biết, chưa biết phân biệt. Nó biết mà nó không biết. Bây giờ tưởng quẩn là cái gì? Dạ, thọ quẩn là thọ quẩn. Tưởng quẩn cho sắc rồi thọ rồi giờ tưởng. Sắc là chưa có cái biết, thọ là có cái biết mà chưa phân biệt. Tưởng là cái gì? Tưởng là mình biết phân biệt. Cái biết mà có tốt, phân cái biệt. Xấu, cái buồn, cái vui. Tại dạ. Sao phân biệt được phải không? Dạ. Rồi hành quẩn. Hành quẩn là mình phải suy nghĩ đắn đo để nhiều khi suy nghĩ đắn đo để quyết định, sợ là hành hung người ta rồi đó nó tạo nghiệp. Đúng rồi. Rồi thức quẩn. Dạ. Còn thức quẩn là cái gì? Đó là một cái kho chứa của nghiệp. Chứa cái gì mới được chứ? Dạ, kho chứa những nghiệp mà mình đã tạo, mình không suy nghĩ mà mình đã tạo nó ra. Cái nghiệp gồm có cái gì đâu, cô kể sơ sơ coi. Cái kho chứa cái nghiệp là chứa cái gì? Chứa kinh nghiệm nè. Kỷ niệm, kiến thức. Ký ức. Tội và phước. Rồi bây giờ xong cái giải thích rồi đó, giờ mới cho thí dụ. Nó vậy, nó rõ vậy. Còn thí dụ cái gì đó, thí dụ. Nhưng phải có tiến trình năm cái đó à. Con thí dụ như là một người Phật tử chửi con. Rồi. Mà cái chửi đó là sát quẩn. Cái chửi là sát quẩn. Lật bữa bối. Cái chửi là sát quẩn. Mà người ta chửi con á thì con không biết chửi cái gì. Gọi là thọ quẩn. Sát quẩn thiếu rồi. Và cái tiếng chửi là sát quẩn còn nữa. Nó phải tiếp xúc với cái gì mới là sát quẩn. Và không tiếng chửi không là sát quẩn. Tiếp xúc qua cái lỗ tai nhĩ của con. Cái màng nhĩ. Cái gì lỗ tai? Cái màng nhĩ. À đúng rồi. Cái tiếng chửi với cái màng nhĩ đó là sát quẩn. Dạ. Rồi. Bây giờ tới thọ quẩn. Thọ quẩn là người ta chửi nhưng con chưa biết chửi con cái gì. Con chưa biết chửi con thế nào. Cái đó là tưởng quẩn rồi cô. Lộn qua tưởng quẩn, cái này mới thọ quẩn thôi. Thọ quẩn là cái biết mà chưa phân biệt. Có phân biệt là lọt qua cái giai đoạn của tưởng quẩn rồi. Đâu có chửi như thế nào được. Chửi ra làm sao, chửi thế nào. Cái đó thuộc vào phân biệt rồi. Cô không phân biệt được thọ quẩn với tưởng quẩn trong con người cô mà cô không để ý. Đi nghe tiếng chửi rồi cô lại thấy làm sao? Khi nghe tiếng chửi thì con cũng nóng. Thấy vui không? Hay là khó chịu? Buồn. Nói buồn, buồn. À, thấy buồn, khó chịu thì cái đó chưa có phân biệt đâu. Hãy nghe tiếng chửi là thấy khó chịu liền. Nhưng mà tại sao khó chịu mới qua tưởng quẩn đấy? Mà khó chịu nó đi trước. Phải không? Chứ đâu phải phân biệt rồi mới làm có cảm giác khó chịu đâu. Nghe cái tiếng chửi là cảm giác nó khởi lên trước. Rồi bây giờ mới phân biệt cái cảm giác đó thì mới qua tưởng quẩn. Phải không? Dạ. Chứ đâu phải là nghe người ta chửi rồi cô bắt đầu phân biệt liền. Dạ. Mà cô phải khó chịu cô mới phân biệt. Không phải, phải, phải không? Dạ. Hoặc là dễ chịu mới phân biệt. Dạ. Tại sao mình khó chịu, tại sao mình dễ chịu thì cái tưởng quẩn nó phải đi sau cái thọ quẩn. Phải không? Dạ. Bây giờ nói lại. Nói lại từ đầu, do tiếng chửi là do tiếng chửi là do nơi màng nhĩ của lỗ tai. Màng nhĩ nó tiếp xúc với cái tiếng chửi. Tiếp xúc với tiếng chửi. Nó kêu là cái gì? Gọi là sát quẩn. Là cái gì? Sát quẩn. À, sát quẩn. Rồi giai đoạn thứ hai là thọ quẩn. Là cái cảm giác của con nó nóng giận. Không. Tiếp xúc với cái tiếng chửi đó là cái gì? Dây thần kinh. Dây thần kinh tiếp xúc với ốc. Dây thần kinh gì mới được chứ? Thần kinh gì? Thần kinh vị giác hả? Thính giác. À, thần kinh thính giác. Mới tiếp với xúc cái tiếng chửi trên màng nhĩ, trong mà tiếng chửi bên ngoài. Dạ. Phải không? Dạ. Thì cái màng nhĩ tiếp xúc cái tiếng chửi bên ngoài. Dạ. Dây thần kinh thính giác tiếp xúc với tiếng chửi trên màng nhĩ. Vì màng nhĩ nó thâu mà. Dạ. Phải không? Dạ. Cũng như cái máy thâu băng vậy, nó phát ra thì cái tiếng nói phát ra ở máy thâu băng, chứ cái tiếng nói không phải của người nói.
cái máy thâu băng nó thâu tiếng nói kia rồi chừng nó phát ra, nó phát ngay chỗ cái băng, phải không? Cái gì đó Phật? Thì nó khác chứ. Trời, khó à, mấy vị trở về với mình mà mấy vị không để ý là có, phải để ý thì mới rành nó. Tôi theo dõi mình hoài, thành ra mình biết ở chỗ đó. Rồi bây giờ tưởng quẩn. Tưởng quẩn là con có cảm giác con nóng giận lên để bây giờ mới qua cái phân biệt đấy, suy nghĩ và phân biệt mình có nên mà chửi lại ha, đánh lộn hay gì đó không? Đúng. Nhưng rồi đó mà, dạ, nghe tiếng chửi biết tiếng chửi, bây giờ mình có mình, nên chửi lại hay không nên chửi lại, dạ, mình chửi lại thì có hại như thì thế nào hại. Mà không chửi lại thì có lợi như thế nào, dạ. Thì cái này là cái tưởng quẩn nó phân biệt á, anh quân sư này đọc đó á. Nếu có tu rồi ông quân sư này tốt, mà không tu rồi quân sư này xuống địa ngục đấy. Nhưng mình suy nghĩ, mình tu, mình không chửi mà không đánh luôn, cứ ai gì là Phật luôn. Rồi bây giờ qua tới hành quẩn. Dạ. Thì cái tưởng quẩn phân biệt vậy rồi hành quẩn nó làm sao? Hành quẩn là cái thực hành. Anh tưởng quẩn nói mình có tu mình nên nhịn đi, một câu nhịn là dạ, chính câu lành thôi, mà không nên chửi lại thì không nên chửi lại. Cái hành quẩn nó mới lặng cái đó là đúng. Dạ. Thì nó mới sai cái miệng câm đi nín thinh. Dạ. Cái thân đừng có nhào tới đánh người ta nữa. Dạ, thì cái miệng dám chửi lại không? Dạ không. Cái thân dám đánh người ta không? Không dám. Thì cái ý chí này mạnh lắm á. Dạ. Ý chí này nó sai sao là cái thân cái miệng phải nghe vậy thôi. Dạ. Còn giờ nó chửi mình ác ôn quá, người ta thấy người ta cười mình quá, đánh nó đi, chửi lại nó. Còn ấy nhào đánh nó thì cái miệng chửi lại, cái thân nhào tới đánh người ta liền. Thì tất cả cái tội lỗi đều do cái ý chí. Đó cái nghiệp. Phải tạo nghiệp. Giờ hiểu nghiệp chưa? Dạ thưa biết. Quý vị thấy nghiệp nặng hay nhẹ không? Nghiệp nặng. Nghiệp nó không có nặng nhẹ là do mình thôi. Rồi con tu rồi con niệm Phật, con không biết có giảng sanh không? Không giảng sanh đâu. Còn con chắc chắn 101% giảng sanh. Giảng sanh. Cái ý chí là nguy hiểm à. Cái tư tưởng mình nguy hiểm lắm. Nó chướng ngại con đường giải thoát của mình. Có bà gì xuống dưới tôi hỏi, bà tu cái gì nó pháp môn niệm Phật. Tôi hỏi có chắc chắn giảng sanh không? Con không biết rồi sư, không biết có giảng sanh được không? Tôi nói không giảng sanh. Vậy con phải nói làm sao sư? Con tu con không rành, không biết có giảng sanh được không? Bà có tinh tấn không? Nó con tinh tấn dữ lắm, nhưng mà con thấy nó phóng tâm hoài. Bà cứ nói 105% giảng sanh. Rồi thí dụ không giảng sanh thì sao? Ngoài ý muốn của mình. Phải không? Bây giờ tôi đi thi nè, tôi hỏi rồi, sư nắm thi đậu không? Chắc chắn 101% là thi đậu. Nhưng mà cái kêu tên bản vàng không có tên, rất khó, rất lạc sổ. Như vậy tôi có nói dối không? Tôi nói chắc chắn 101% mà tôi xui kinh nhấu sử, thức khuya dậy sớm tôi học hoài, mà cuối cùng rớt. Cuộc đời làm sao mình chắc được? Học tài là thi phận, thi mệnh, phải không? Có khi một người đó đứng trong lớp hạng nhất hạng nhì mà đi thi vẫn rớt. Một đứa đứng hạng bét mà đi thi vẫn đậu. Ai có đi học thì biết, phải vậy không? Thành đó mới có vấn đề uống thuốc tự tử là chỗ đó. Nhưng mà nếu tôi nói 101% thì tôi phải có năng nổ trong đó, tôi cố gắng trong đó, mà cố gắng tới cùng mà tôi vẫn rớt thì cái này là ngoài ý muốn tôi thôi, tôi đâu có nói dối. Còn nếu tôi nói 101% tôi thi đậu mà về tôi ngủ hoài, tôi không học gì, nói dối. Chính cái hành động, cái cuộc sống của mình đó là chứng tỏ mình nói dối hay nói thật. Như vậy thì có tội không? Nếu tôi nói mà tôi cố gắng dưới cái hết sức của tôi, cái ý chí tôi mạnh, tôi học, tôi sai cái thân ngồi học, cái miệng tôi lầm thầm đọc hoài, mà nếu không thi đậu, không giảng sanh thì ngoài ý muốn của tôi thôi. Như vậy thì sao? Là thua cái này bài kéo khác. Để té nữa thì ngồi dậy đi cho mạnh hơn. Còn quý vị té, quý vị nằm dạ luôn. Thì đạo Phật không có dạy là con người không có ý chí. Bà sư, bây giờ con trình bày về ngũ uẩn. À, ngũ uẩn. Dạ. Bạch sư, ngũ uẩn gồm có 5 nhóm cấu tạo nên thân và tâm. Và 5 nhóm đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Giỏi, rồi. Thưa, sắc uẩn thì bao gồm 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Sắc uẩn thì chưa có biết. Thiếu rồi.
sáu căn, còn phải sáu trần nữa. Sáu căn không rồi trần không ấy, sáu căn là sinh lý, còn trần cũng là sắc vững đấy. Sắc sáu căn phải tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần là gì? Sáu trần là vật lý đấy. Dạ, sáu trần là sắc thân, sắc thân, mắt thân, mắt tai mũi lưỡi thân ý và ốc. Cái đó là sáu căn rồi. Dạ, sáu trần là sắc thân. Sáu trần là sắc với hương, sắc thân, hương vị, xúc pháp. Đấy, đó, dạ. Đúng rồi, đó, hai cái này gộp lại 12 cái này kêu là sắc quẩn. Dạ. Phải không? Dạ. Chưa có sắc cái quẩn biết. Thì chưa có cái biết. Rồi thọ quẩn. Dạ. Thọ quẩn thì là cảm giác. Cảm giác của các dây. Nương tựa vào các dây thần kinh. Rồi, đúng để rồi. Cho chúng ta có cảm giác vui buồn. Không vui, không buồn. Mà chưa có phân biệt phải không? Dạ, thọ ẩn là cái biết chưa có phân biệt. Rồi, rồi tưởng cái ẩn. Thứ ba, tưởng ẩn thì là hệ thống trung khu thần kinh, não bộ, mượn óc để phân biệt thiện ác và tạo ra nghiệp. Không có tạo ra nghiệp đâu. Nó dạ. Đưa ra cho cái nghiệp thôi. Dạ, để phân biệt ra cái biết. Phân biệt cái biết. Dạ, thứ tư. Hành uẩn. Hành uẩn là cái biết đắn đo. Hành uẩn là ý chí có đắn đo phân biệt để quyết định hành động tạo nghiệp. Đúng. Thức uẩn. Và thức uẩn là cái kho chứa những chủng tử, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, thiện ác và vô ký, còn gọi là linh hồn. Rồi, giỏi. Dạ. Cho tròn bó tay đi. Rồi, bây giờ tới thí dụ. Dạ. Năm quẩn là rõ rồi đó. Dạ, bây giờ con xin liên hệ về phần kế tiếp là vị giác, là cái lưỡi. Thưa thí dụ, bây giờ có trái xoài trước mặt con nhìn thấy trái xoài. Trái xoài là một hiện tượng vật lý. Rồi con lưỡi con nếm được trái xoài, con thấy ngon ngọt, thì cái đó là hiện tượng sinh lý. Cảm giác ngon ngọt đó theo dây thần kinh đi lên tới óc để cho con biết trái xoài đó là ngon ngọt. Đó là thọ uẩn. Nhưng mà xoài thoại thuộc là xoài gì? Dạ, rồi bây giờ xoài đó là xoài gì? Thì là thí dụ như con nhận biết cái đó là xoài cát Hòa Lộc. Thì cái sự nhận biết đó là cái tư tưởng để con phân biệt được cái xoài cát Hòa Lộc là ngon. Rồi, giờ tới và cái chứ. Phần hành uẩn là con phân biệt được xoài cát Hòa Lộc là ngon rồi thì mai mốt con sẽ mua xoài cát Hòa Lộc. Cái quyết định đó. Dạ. Cái đó là hành uẩn. Và sau cùng là thức uẩn thì con sẽ đem bỏ vào trong óc con là trong cái kho, trong ký ức của con để con nhớ lại, để con cất vào trong đó. Xoài cát Hòa Lộc là ngon, thành ra mai mốt phải mua xoài là chỉ mua xoài cát Hòa Lộc. Giỏi, dạ. Cho tròn bó tay dạ. Đó, vậy được rồi đó. Thì cái thí dụ cổ rất hay, nhưng mà cổ không có nhiều chuyện như tôi. Tôi nói ngắn quá. Thì tôi kể lại cái thí dụ cổ rất hay. Thí dụ bây giờ cổ ăn trái xoài, ví dụ về đây, sư cô đãi cổ trái xoài. Thì trái xoài cổ cắt ra cổ bỏ gì trong miệng. Thì trái xoài với cái lưỡi tiếp xúc với cái vị xoài đó là sắc uẩn. Rồi cái gai ở trên đó có dây thần kinh. Dây thần kinh vị giác mới tiếp xúc với cái chất ngọt của xoài trên cái gai lưỡi. Thì cho tôi cái cảm giác dễ chịu, cảm giác thích thú. Thì cái này kêu là thọ uẩn. Có cảm giác dễ chịu, thích thú.
Cái này là cái biết mà chưa phân biệt. Còn cái trái xoài, cái gai lưỡi là chưa có cái biết, chỉ có sự sống thôi. Cái gai là có sự sống, trái xoài không có sự sống. Trái xoài là vật lý, còn cái gai là sinh lý, phải không? Và dây thần kinh vị giác mới tiếp xúc cái chất ngọt ở trên cái gai. Cái gai tiếp xúc cái chất ngọt của trái xoài. Và dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc cái chất ngọt trên cái gai. Hiểu kịp không? Hai cái nó khác nhau rồi đó. Thì dây thần kinh thị giác mới rung động. Bây giờ cái cảm giác dễ chịu mới mượn cái đó để phát hiện. À, trái xoài này ngọt quá, tôi cảm thấy thích. Nhưng mà tại sao thích? Không biết. Thì cái này là thọ quẩn. Hiểu kịp không? Rồi bây giờ tôi hỏi sao ăn trái xoài thấy coi bộ cô vui quá vậy? Thì bây giờ cái tưởng quẩn mới trả lời. Thì tất cả những cái cảm giác mới đưa lên trên óc thì tưởng quẩn mới nhớ lại. Thì muốn moi trong cái linh hồn nằm trên không gian, tất cả những cái kho kinh nghiệm kiến thức đã qua. Thì cái ý chí là cái hành quẩn cái nghiệp mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng. Bây giờ tư tưởng mới trả lời. Bạch sư cô, con nghe nói cái xoài gì hồi cát gì hả? Nó rất ngon. Con ao ước được ăn, bữa nay sư lại được cái xoài đó, sư cô cho con ăn, con thấy rất thích. Con ước ao này được ăn lần nữa. Thì cái giải thích này chính là anh tưởng, tưởng quẩn. Nhưng mà trả lời trong đó cái kho chứa chính là thức quẩn. Mà moi trong kho chứa đó chính là hành quẩn nghiệp. Nhưng mà trả lời chính là anh tưởng quẩn. Thì anh tưởng quẩn nói cái trài xoài hồi này ngon lắm à. Mình hỏi sư cô coi mua ở đâu, để rồi mình mua đem về biếu cho cha mẹ mình. Thì cái ý chí nó phải à, vậy là tốt. Nó mới sai cái thân đi kiếm sư cô, cái miệng hỏi sư cô. Cái thân đi kiếm là thân nghiệp, cái miệng hỏi là khẩu nghiệp. Tất cả đều do cái ý chí, tức là do cái hành quẩn, do cái nghiệp sai khiến. Thì cái việc làm này nó, tất cả như nó sẽ chứa trong cái kho thức quẩn. Mai mốt ai hỏi sao mà tôi thấy là cô đi Phật thất đây cô mua xoài gì vậy? Thì bây giờ cái kho đó mới trả lời, cung cấp cho mình. Thì ở trong đưa ra kêu là hiện hành, ở ngoài làm rồi chứa lại trong kho kêu là quân tập. Sức ướp như vậy thì là chúng ta cứ lưng hồi sanh tử mãi do cái tiến trình năm quẩn này. Hiểu kịp không? Hiểu không? Mà ngó tôi lom lom nữa đây, hiểu không? Nếu hiểu đưa tay lên tôi coi nè. Ai hiểu tôi giảng đưa tay lên nè. Đưa cho cao chứ mà tôi biết là ông ấy tôi giảng lại. Còn không thì tôi qua cái Bát Nhã, qua cái đạo Phật. Ai hiểu thì đưa tay lên nè, tôi bắt đầu qua cái đạo Phật. Còn không là phải đi trở lại nữa. Cái này hiểu rồi mới qua đạo Phật được. Vì đạo Phật phải hiểu cho rành. Còn mấy ông bà hiểu lơ tơ mơ rồi bỏ nhảy lên thì nó kẹt. Phải hiểu cho rành cái đường đi nước bước, cái hiểm hốc, cái ngốc nghếch của cái tiến trình năm quẩn này. Mà khi mình hiểu biết mình có dính mắc không? Không. Cái gì mình hiểu mờ mờ mới dính mắc. Kêu là mê tín, tin tưởng một cách mù mờ. Còn chánh tín là thấy rõ mọi sự vật. Khi mình biết đó là lửa, mấy ông bà có khi nào phỏng không? Biết cái chai này thuốc độc có khi nào mấy bà cầm lên uống không? Nếu cầm lên uống là người điên, chứ không phải là người nữa. Phải vậy không? Bây giờ tôi đào một cái hầm ở ngoài trước nè, tôi lót rơm ở trên. Con chó nó đi nó lọt dưới đó. Mấy ông mấy bà đi cũng lọt xuống dưới đó. Rồi ngày mai mấy ông bà lại đến nữa, tôi lại cái hầm cũ đó tôi lót rơm ở trên. Con chó nó lẫn lọt xuống, mấy ông bà lọt không? Không, nếu lọt là con thú. Tôi nói xin lỗi, tôi thật ra vậy. Mình chưa có ý chí, chưa có sự phân biệt, chưa có sự đắn đo. Con chó nó không có hành quẩn nha, con chó không có nghiệp. Thành là con chó không bao giờ chuyển nghiệp được. Chỉ có loài người với loài trời, cái tâm trời, tâm người mới chuyển nghiệp. Chúng ta thấy con chó phải không? Nó bệnh nó làm sao? Nó kiếm cỏ nó ăn. Rồi nó ọc ra thì hết bệnh. Mà không hết thì sao? Thì chết, có nhiều thôi. Rồi con người có vậy không? Con người với trời khôn lắm. Để mà uống thuốc nam không được thì sao? Chạy qua thuốc bắc không hết thì qua thuốc tây không biết sao hết thì qua bấm nguyệt. Không hết thì qua cạo gió, không hết thì qua sông, không hết thì qua mổ xẻ. Phải không? Chừng nào mà cái khôn khéo mình hết rồi, kinh nghiệm kiến thức mình hết già dặn rồi thì cái số mạng tới phải chết thôi. Chứ con người không dễ gì chết đâu. Con người dĩ trời khôn lắm, mấy ông trời bà trời khôn lắm. Mà khôn khéo chừng nào mới là chuyển biến cái nghiệp, mình kêu là chuyển nghiệp. Chuyển tức là bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây này để qua cái xiềng vàng. Một khi đã hết rồi
cái nghiệp mà hết cái thọ mạng phải chết rồi. Thì mấy bà nếu mà khôn là không bao giờ mang thân người, mang thân trời. Còn khôn hơn nữa thì thân gì? Thân gì? Không mang thân trời, mang thân gì? À, thân hoa sen, hóa sanh trong hoa sen thì vĩnh viễn thành Phật, không có thai sanh, không có noãn sanh, không có thấp sanh nữa, mà là hóa sanh. Ở đây không có dơ bẩn, không có ô uế, không phải là có cha mẹ giao cấu nữa, không có tinh cha quyết mẹ nữa, mà mang cái xác thân hoa sen Đức Phật đưa ra đây là của Đức Phật hóa hiện. Cái thần thức mình tức là linh hồn mới xuất khỏi xác thân này đi vào giá trong đó. Như vậy là có cái thân mới, thân này vĩnh viễn không bao giờ chết, bị nó thuộc về sân sắc na, chứ không phải là thân chu kỳ, không phải là thân tư tưởng, mà thân của trí tuệ. Nếu mà chúng ta chấp con mắt với cái sự vật, chúng ta mê liếng trong đó, thì đó là bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Tôi khoái cà phê, tôi ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền rượu, ghiền đánh cờ bạc, ghiền cá ngựa, ghiền đánh cờ tướng, ghiền đủ thứ hết, thì đó là bốn đường ác. Chiếm hữu bên ngoài, đem những cái đó vô cái cảm giác của cái phù trần căn mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Mà muốn dứt mấy cái đó thì tôi phải giữ năm giới, rồi tôi phải tập ngồi thiền, đếm từ một tới ngồi niệm Phật, Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, rồi niệm Phật khỏi đếm là khỏi cần niệm Phật nữa, thì tôi bỏ được hết cái bên ngoài. Nhưng mà còn ghiền cái bên trong. Khi tôi tới giai đoạn thứ ba rồi, khỏi cần niệm nữa, thì ly dục sanh hỷ lạc, rồi định sanh hỷ lạc. Nếu mà tôi được ngồi được 7 ngày 7 đêm chìm đắm trong đó liên tục, thì không ăn uống gì hết, thì cái này kêu ăn bằng xúc quẩn, xúc thực, ăn bằng các cảm giác. Có những người người ta nhập định 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, ta không cần ăn uống gì hết, nhưng mà ta ăn bằng cái cảm giác vui, cảm giác lạc thọ và hỷ, tức là sắc thinh hương vị xúc không có đụng tới mình, mình chỉ thọ với cái thọ lạc, thọ hỷ thôi, thì cái này sanh về cõi trời. Còn nếu mà mình bỏ cái sắc thân này, không dùng sắc thân, không chiếm hữu bên ngoài, không chiếm hữu bên trong nữa, không dùng cảm giác nữa, mà dùng cái tư tưởng, tôi ngồi bắt chước già, tôi nghĩ tôi là hư không, thân tôi là hư không, cảm giác là hư không, hoàn cảnh bên ngoài là hư không, giờ thức vô biên, vô sử xứ, phi phi tưởng, thì tôi sẽ sống hàng tỷ tỷ tuổi không có xác thân nữa, mà còn bằng cái bóng thức thôi. Biết bóng thức không? Tức là sống bằng cái tư tưởng đấy. Thì đây là cõi trời vô sắc giới. Thôi tôi giảng sơ thôi, cái này giảng nhiều lần mới hiểu được. Thì tất cả cái này là bỏ cái xiềng sắc, xiềng cây có bốn đường ác, lên cái xiềng đồng, thiền trì, thiền thao có bốn đường thiện của cõi trời sắc giới, rồi vượt lên trên đó nữa cái xiềng vàng, xiềng kim cương có bốn đường, bốn cái cõi vô sắc. Là vô sắc là nơi đó không có thân hình bằng vật chất nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn hoại thôi, cái tư tưởng nó vẫn có hình tướng nhưng mà rất vi tế. Rồi bây giờ qua đạo Phật là không dính mắc cái đó, có một cái khác, có một cái nền tảng để sanh ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, nền tảng để sanh ra cõi người, cõi trời dục giới, nền tảng để sanh ra trời sắc giới và trời vô sắc, tất cả đều phát hiện từ cái nền tảng này. Nó giống như cái Alaya. Alaya đó thì cũng có một Alaya thôi, mà lúc tôi làm con chó, bây giờ tôi ngồi đây, tôi chết, tôi nói thí dụ đi, mà tôi là ông sư mà tâm tôi là tâm chó, tôi nói thí dụ á. Bây giờ tôi chết thì tôi mang thân chó. Vậy tôi hỏi mấy ông bà, con chó này với tôi là một hay là khác? Một là sai, hai là trật, phải vậy không? Một cái dòng nước linh hồn mà hai cái thể xác khác nhau, phải vậy không? À, đó thì chúng ta phải hiểu như vậy. Cũng một cái linh hồn đó, tôi với con chó giống nhau một cái linh hồn, nhưng mà hình tướng con chó, hình tướng tôi làm sao là giống được? Tôi mà là con chó làm sao làm được? Phải vậy không? Rồi bây giờ con chó nó tu, nó ráng, nó tiến quá lên, nó chết đi, nó sanh vào đứa bé gái, thì đứa bé gái là con chó là một hay là khác? À, một cái linh hồn và hai hình tướng, cũng cái dòng nước linh hồn đó thôi. Thành ra cái dòng nước linh hồn này có một cái dòng nước linh hồn mà sanh ra tùm lum hết,
có khi là chó, có khi là heo, có khi gà vịt, có khi người ta, khi cõi trời, có khi làm cha, khi làm mẹ, có khi làm vợ, làm chồng, nãy tôi thí dụ rồi. Thì chúng ta thấy cái dòng nước linh hồn là quan trọng, nó không bao giờ mất. Nó là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, nó không bao giờ mất. Cái nghiệp lực cũng không mất. Nghiệp lực nó lấy cái linh hồn, kinh nghiệm, kiến thức làm tôi, làm ta. Còn tất cả thọ sắc, thọ tưởng là của ta. Vì sắc thọ tưởng do cái linh hồn tạo ra. Thành ra cái linh hồn mới là chánh. Nếu chúng ta tu trên linh hồn thì chúng ta sống hoài. Còn chúng ta tu trên cái sắc thân, cái cảm giác, cái tư tưởng, cái ý chí, cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Nhớ cái linh hồn là cái kho chứ không phải là kinh nghiệm, kiến thức nha. Kinh nghiệm, kiến thức là những cái chủng tử chứa trong kho đó. Khi mà nó vô trong kho rồi nó biến thành năng lực. Mà khi nó sao động rồi nó biến thành hình tướng. Thì cái này chúng ta phải học sâu. Nếu học cái lớp 12 chúng ta hiểu được là cái định lý Einstein đó, E bằng MC bình phương. Năng lực có thể biến thành vật chất, vật chất biến thành năng lực. Mà trong tâm kinh Bát Nhã mấy ông bà đọc hoài đó, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không thức thị sắc. Sắc là vật chất, không đó là linh hồn, là cái chân không. Chân không có thể biến thành vật lý, vật lý có thể biến thành chân không. Chân không là cái nền tảng sanh ra sắc thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí và kinh nghiệm, kiến thức. Và kinh nghiệm, kiến thức khi nó trở vô là nó có thành chân không. Tức là khi mà cái lượng sống mà nó im bặt rồi nó chảy vô cái dòng nước linh hồn. Khi dòng nước linh hồn sao động thì nó thành ra sống. Và khi sống im bặt rồi nó chìm lại trong dòng nước linh hồn. Thì cái sống đó là sắc, dòng nước linh hồn là không. Thành ra nói sắc với không là một sai, mà nói là hai là trật. Thì mấy vị mấy bà mới thấy trong kinh Bát Nhã rất là độc đáo. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không thức thị sắc. Thì tôi đổi lại, sắc là sống, còn không là dòng nước linh hồn. Thì tôi nói là sống chẳng khác gì dòng nước linh hồn, dòng nước linh hồn chẳng khác gì sống. Phải không? Dòng nước linh hồn tức là sống, sống tức là dòng nước linh hồn. Thì mấy ông bà mới biết đó, mà mấy ông mấy bà tu trên sắc chứ không tu trên không. Còn Đức Phật các bậc thánh nhân ta tu trên cái không, chứ người ta không tu trên cái sắc. Vì sắc khi nó nổi lên rồi nó thành trụ hoại không. Nó có sắc quẩn, có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành quẩn, rồi nó chìm vào thức quẩn hết. Nhưng mà cái dòng nước linh hồn thức quẩn vẫn còn hoài. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tu trên dòng nước linh hồn, chứ không tu theo sắc thọ tưởng hành thức nữa, mà tu theo cái nền tảng để sanh ra sắc thọ tưởng hành thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức luôn luôn nương vào dòng nước linh hồn để phát hiện, phải không? Nhưng mà nếu không có dòng nước linh hồn là không có sắc thọ tưởng hành thức. Thành đã nói là một là sai, nói là hai là trật. Sắc thọ tưởng hành thức phải hoại, còn dòng nước linh hồn không bao giờ hoại. Thành ra hai cái, nói một là sai, nói hai là trật. Thành ra để ý rằng sự vật trong cuộc đời này thay đổi hoài. Còn cái thấy của linh hồn, của chân tâm mình, linh hồn cũng chưa phải chân tâm nha, nó chân vọng đấy, tiến tới nữa, nhưng mà thì giờ không có, tôi tạm nó thôi à, để tôi gạt cái gì đấy, chứ chưa phải đâu. Cái linh hồn là mặt trăng thứ nhất, còn cái chân tâm của mình đã sắc tức thì không là mặt trăng thiệt. Chúng ta có bốn cái mặt trăng. Mặt trăng thứ mặt trăng thiệt là A La Hán mới đạt được. Mặt trăng thứ nhất là quả thánh thứ ba mới đạt được. Mặt trăng thứ hai là quả trắng thứ nhì mới đạt được. Mặt trăng thứ ba là quả thánh thứ nhất, tức là nhập lưu thấy được mặt trăng thứ ba. Nhất vãng lai quả thánh thứ hai thấy được mặt trăng thứ hai, bất lai quả thánh thứ ba thấy mặt trăng thứ nhất là linh hồn đấy. Còn A La Hán là thấy mặt trăng thiệt. Tôi lấy cái thí dụ ha, để cho mấy chị rõ. Bây giờ đó, đây là cái bình thủy. Tôi lấy cái gương lại tôi dọi vô cái bình thủy này, thì trong cái gương này có cái bình thủy, phải không? Giờ tôi hỏi vậy, cái bình thủy ngoài này với bình thủy trong gương là một hay là hai? Một hay là hai? Cái này nó khác với cái kia nha. Cái linh hồn nó khác à. Cái này là chân tâm với chân tâm á. Chân
chân tâm và chân vọng hòa hợp, đây không phải là sắc thân chân tâm à. Cái dòng nước linh hồn, cái kia là một cái sanh diệt, cái bất sanh bất diệt đấy, còn cái này là bất sanh bất diệt hết đấy. Bây giờ cái bình thủy đây, tôi lấy cái gương, cái kiến soi mặt đó tôi để đây, thì quý vị dòm ở trong cái gương này có cái bình thủy trong đó. Cái bình thủy này có giống bình thủy bên ngoài không? Giống hoàn toàn không? Vậy thì cái bình thủy bên ngoài, bình thủy trong gương là một hay là hai? Nếu một ha, nếu một thì tôi uống nước trong bình thủy này, quý vị uống nước trong bình thủy trong gương. Chịu không? Quý vị nói là một. Một thì tôi bình thủy này tôi uống nước đây, quý vị lấy cái bình thủy trong gương để uống, bởi vì nó là một. Chịu không? Trả lời vậy mà trả lời cho được. Rồi bây giờ tôi thí dụ tiếp nữa, bây giờ tôi lấy gương thứ hai. Tôi gọi vô cái gương thứ nhất, tôi không gọi cái bình thủy này, tôi gọi vô cái gương, cái bình thủy thứ nhất này, thì trong cái gương thứ hai là có cái bình thủy nữa, phải không? Thì tôi hỏi bình thủy thứ hai này với bình thủy nhất với bình thủy thiệt này nó khác nhau làm sao? Một hay là ba? Thôi để quý vị biết heo. Rồi bây giờ tôi lý lắc nữa, tôi lấy thêm cái gương nữa, tôi gọi vô cái bình thủy thứ hai, thì trong cái gương thứ ba này lại có cái bình thủy nữa. Vì tôi hỏi bình thủy thứ, cái gương trong thứ ba này, bình thủy gương trong thứ nhất, cái thứ nhất, thứ nhì, thứ nhất với bình thủy thiệt này là một hay là bốn? Một hay bốn? Thì bình thủy thứ tư, cái gương thứ ba này đó là nhập lưu, còn cái gương thứ nhì đó là nhất giảng lai thánh thứ hai, còn cái gương thứ nhất này là bất lai, còn bình thủy thiệt này đó là A-la-hán. Mà nói khác nhau là không được, mà nói giống nhau là sai. Nó cũng một cái thôi, nhưng một cái thứ nhất này nó mờ, cái thứ nhì mờ hơn nữa, cái thứ ba mờ hơn nữa, mờ chứ không có khác. Chúng ta thường là xuống cấp. Xuống cấp tức là càng lâu năm chừng nào nó càng xuống, mà cũng cái một đó thôi mà nó càng mờ mờ đi. Mà chừng nào nó thật sáng hoàn toàn đó. Cái mờ này chức là cái chủng tử kinh nghiệm kiến thức nó nằm trong đó là kêu mờ. Thôi bây giờ vậy thôi ha. Bây giờ chúng ta trở lại, giờ nhớ ha. Cái này tôi không giảng sâu là ít nhất cũng là 4 tiếng đồng hồ. Hay là nếu muốn hiểu thì phải gặp tôi chừng 20-30 lần. Cái này là qua sâu đó, qua nhập lưu nhất chẳng lai bất lai là án. Bây giờ tôi nói cái đại khái thôi để quý vị thấy cái đạo Phật với đạo trời nó khác nhau. Đạo Phật với đạo trời khác nhau. Thì quý vị tu cái này, quý vị sẽ qua trung phẩm, tức là phương tiện hữu dư tịnh độ. Còn quý vị tu trên vấn đề mà sắc thọ tưởng hành thức, quý vị sẽ ở cõi phàm thánh đồng cư, tức là hạ phẩm. Hiểu kịp không? Rồi trên đỉnh đầu còn nóng đó là qua trung phẩm đấy. Cái trán này còn nóng, cái mặt còn nóng, cái ngực còn nóng là hạ phẩm đấy. Bây giờ tôi đưa cái bình thủy lên nè. Có bình thủy trên tay tôi không? Có. Bây giờ tôi đưa cái keo này lên nữa. Có cái keo trên tay tôi không? Có. Thì cái vật bình thủy và cái keo có nhiều không? Nhiều không? Có hai thứ nhiều không? Ít. Hồi nãy này có một cái hả? Thì ít, bây giờ hai cái nhiều không? Nhiều. Nhưng cái thấy có nhiều không? Nhiều không? Không. Vậy là thông minh rồi đó. Bây giờ tôi thí dụ một cái nữa, đó là cái căn mắt. Rồi bây giờ bình thủy này, khi mà đèn tắt, tôi nói bằng đêm, đèn tắt tối thui hết, thì có cái bình thủy không? Có không? Có không? Đèn tắt tối thui mà làm sao có bình thủy hay không có? Thì bình thủy có hơn có, quý vị đâu có biết, phải không? Rồi khi đèn mở sáng thì có bình thủy không? Có. Khi tắt có bình thủy không? Rồi khi đèn mở sáng quý vị thấy bình thủy không? Rồi khi đèn tắt đi quý vị thấy bình thủy không? Thấy không? Thấy cái gì? À, thấy không có bình thủy nữa. Bây giờ rành cái tâm mình chưa? Nếu quý vị tu trên cái thấy là tu theo đạo Phật, còn tu theo cái bình thủy đó là tu theo đạo người trời. Thành ra quý vị lơ mơ,
lơ mơ là quý vị làm Phật không được đấy, cứ làm chúng sanh hoài. Cứ nhận cái sắc là ta, thọ tưởng hành thức là ta, mà không nhận được cái thấy cái biết là ta, cái đó không bao giờ nó gọi. Thành ra tôi giảng cho quý vị cách hai cách tu. Nếu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, thì quý vị sanh về hạ phẩm, bị cái nghiệp nghịch chiều có thể lớn, nhưng mà thuận buồm xuôi gió thì giảng sanh. Thì giờ hết là đúng rồi, tôi phải giảng cái 4-3 lời nguyện 18, 19 và 20. Và cái cần tử nghiệp quyết định cho vấn đề giảng sanh nó liên quan tới trong 48 lời nguyện đó, thì 45 lời nguyện kia là của Bồ Tát, người ta tạo cái cảnh giới cực lạc. Có 3 lời nguyện liên can với quý vị và cái vấn đề giảng sanh của chư Bồ Tát, mà tôi thấy ít ai mà hiểu cho nó rành. Tôi muốn giảng nhưng thì giờ hết rồi, chứ còn tôi mệt quá. Thì cái vấn đề mà quý vị thường tu theo hạ phẩm thì nó rất là rắc rối. Có khi nó giảng sanh, có khi nó không, bởi nó thuộc về điều kiện. Mà quý vị quên là vấn đề giảng sanh nó quyết định trong cái phút cuối cùng, kêu là cận tử nghiệp, tức là hít vô mà thở ra, thì lúc đó quyết định giảng sanh. Mà nếu hít vô thở ra mà quý vị bị cái linh hồn quý vị nó tùm lum à, lúc thì nó là tư tưởng trâu bò heo chó, lúc tư tưởng người ta, lúc tư tưởng cõi trời, lúc tư tưởng niệm Phật cầu giảng sanh, nó cứ trôi chảy dĩ vi. Ngồi đây cũng vậy, nghe tôi nói hồi cái nhớ tới nhà, hồi nhớ tới con, hồi nhớ tới tiền bạc, hồi nhớ tới bài giảng siêu hôm qua, phải vậy không? Thì cái tư tưởng hãy đứt ngay đâu thì đầu thai ngay đó. Thành ra nó có 4 cách để giảng sanh. Một đó là thường trọng nghiệp, 2 là thường nghiệp, 3 cái này là thường thường giảng sanh theo cái đó. Tức là trọng nghiệp là 1 là phạm tội ngũ nghịch thì không bao giờ giảng sanh được, giết cha giết mẹ là mình Phật ra máu, phá hoại hiệp tăng. Nhưng mà cái này nếu mà cuối cùng mà biết hồi tâm hướng thiện lại, mà có thiện trí thức, có ba ngộ niệm thì niệm Phật có thể giảng sanh. Thì cái này trường hợp hy hữu, chứ thường thường là không giảng sanh. Bởi cái nghiệp nó nặng vậy rồi đó là khó bao giờ nhất niệm lắm. Mà chỉ có nhiều có căn cơ, nhiều kiếp đó là đã tạo nghiệp lành thì có thể được. Thì cái này nó để giảng riêng, nó phức tạp lắm. Thành vấn đề chết nó phức tạp lắm. Còn cái trọng nghiệp thứ hai nữa là quý vị niệm Phật tới định sanh hỷ lạc. Tôi nói nãy, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, chìm lắm trạng thái ra khỏi trạng thái này thì có ban hồi niệm, không ban hồi niệm vẫn giảng sanh. Nhưng mà có ban hộ niệm thì giảng sanh cao hơn. Mình giảng về hạ phẩm mà trung sanh thì có thể ban hộ niệm giúp mình thanh ra thượng sanh hoặc là qua trung phẩm. Thì ban hộ niệm rất quan trọng. Mà cái người nhắc niệm còn quan trọng hơn nữa. Người nhắc niệm là người ngồi kế một bên đó. Người đó phải thông minh và nhẫn nhục, và phải có một cái sinh động, một cái linh động, một cái sáng tạo trong lúc mà nhắc niệm. Thì người nhắc niệm này tôi vô trong gia đình, tôi coi cái mặt người nào sáng rồi tôi chỉ lời nhắc. Mà người đó phải là bà con hoặc là con cái mà người chết nó rất là mến. Bởi vì cái mỗi người nó có một cái điện lực mà chư Phật kêu là thần lực. Nếu người đó tu cao thì lời đó thì thấy ấm áp. Quý vị mà gần Đức Phật quý vị thấy một trạng thái ấm áp như thường. Và khi Đức Phật bị giảng đạo rồi quý vị đắc thánh quả liền. Rồi tôi giảng cả trăm lần không biết đắc người trời không như nãy rồi lập tới lập lưu hoài đó mà. Quý vị cũng ngơ ngáo hết à. Mà quý vị thường thường đổ lỗi cho mình thì đúng, nhưng mà người giảng mới là lỗi nặng nhất. Một đứa học trò mà nó đi học nó ngu thì nó ngu lắm xưa ơi, thì nó ngu nó mới là học trò. Còn nếu nó khôn là nó thầy giáo, còn đi học làm cái gì nữa. Ví dụ nói tại tụi con ngu chứ không phải tại sư thì đúng, đúng một phần thôi. Một phần lớn là ông sư ngu. Ông sư muốn giảng là phải biết căn cơ của pháp hội này. Giờ nếu con tôi ngu, tôi nó ở lợi học với thầy, nó ở lợi 3 năm liên tiếp. Bây giờ tôi đem qua thầy khác, ông giảng một cái lên liền. Như vậy là do ông thầy chứ. Nó thì ngu, nó mới là học trò. Quý vị ngu, quý vị mới ngồi nghe tôi giảng. Còn tôi còn ngu hơn nữa, tôi không biết cái trình độ tôi giảng tới giảng lui hoài mà quý vị không có hiểu gì hết. Còn nếu gặp ông sư khác giảng thì quý vị hiểu liền. Như vậy là ông sư ngu hơn nữa. Phải vậy không?
Thành ra tôi thường nói là tôi không xứng đáng đâu. Nhưng mà bây giờ kẹt rồi, không có vẻ lành thì vẻ rách nó đỡ móng tay thôi. Thành ra tôi thường thường lập tới lập lui. Với phần quý vị gặp tôi có hai lần, một lần có 1 tiếng rưỡi hả? Thành ra tôi cũng không biết giảng làm sao. Tôi đi là quá gấp á, chứ qua cái đạo Phật là chưa giảng được đâu. Quý vị có phải khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật thì bài giảng hôm nay quý vị tiếp thu rất mau. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, bài giảng hôm nay không có tiếp thu nổi đâu. Quý vị có tâm còn tạp niệm, còn tranh đấu rửa tạp niệm với nhất niệm là khó nghe bài giảng hôm nay. Còn khi nào quý vị nhất niệm mà định sanh ý lạc đó, khỏi cần niệm Phật, ngồi xuống là trong linh hồn có tiếng niệm Phật, thì bài nay mới duyên qua cái đạo Phật được. Vì thông cảm nha, nhưng mà bị bữa nay là bữa chót rồi, tôi buộc lòng tôi phải giới thiệu sơ thôi. Rồi tôi vì ý thức là cái đạo trời với đạo Phật nó khác nhau rất xa. Đạo trời là phải tu cố gắng ý chí cho mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sâu mới giảng sanh được. Còn đạo Phật mà khi quý vị ý chí mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sâu, không bao giờ qua đạo Phật được. Cái ý chí này chướng ngại, chướng ngại con đường giải thoát. Thành là ý chí có thể chuyển nghiệp, chứ ý chí không thể mà đi tới giải thoát được. Chính cái ý chí chướng ngại con đường giải thoát. Thành ra tu đạo Phật nó khó chỗ đó. Nghĩa là phải thấy tất cả mọi sự vật như là mọi sự vật, mà không cải sửa, không phê phán, không chuyển nghiệp gì hết, để nó y chang như vậy, miễn đừng dính mắc thôi. Thì đó là đạo Phật. Thôi qua khác nhau. Bây giờ chúng ta trở lại. Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề chết của quý vị. Thì nó có hai cách. Một là trọng nghiệp, là quý vị tới giai đoạn thứ ba rồi, định lực quý vị rất mạnh thì chết khỏi cần ban hộ niệm. Nhưng quý vị nên nhớ có ban hộ niệm quý vị giảng sanh cao hơn. Còn những người mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì phải cất cần ban hộ niệm. Nhất là người nhắc niệm. Người nhắc niệm phải ngồi kế người hấp hối. Không được rồi, lúc người hấp hối sắp chết không được rồi. Phải hỏi mẹ ơi, mẹ có niệm Phật không? Mẹ có niệm Phật mẹ cho con biết. Mẹ lúc bấy giờ yếu rồi đâu có nói được, mẹ chỉ mỉm cười thôi. Mỉm cười tức là trong người bà rất khỏe, chứng tỏ là hào quang của A-di-đà đã chiếu trong bà để tiếp dẫn. Thành ra bà cảm thấy lân lân, chứ người chết mà không có hào quang A-di-đà nhức nhối vô cùng. Nhớ tới cái nhức chứ không nhớ tới vấn đề giảng sanh, không nhớ tới niệm Phật. Còn cái định lực mình mạnh rồi, lúc đó mình cảm A-di-đà hiện chiếu hào quang vào trong người mình. Thì nói mẹ đi, A-di-đà tính tiếp dẫn mẹ rồi đó, cười một cái là ra đi thì thượng sanh. Còn nếu hào quang A-di-đà chiếu ít là tại cái định lực của bà hơi ít, vừa thôi, bực trung thôi. Thì bà chỉ gật đầu, hỏi mẹ có niệm Phật không, mẹ gật đầu, nói mẹ đi nha, gật đầu một cái rồi bà đi, trung sanh. Còn yếu nữa thì cái định lực bà yếu, hào quang A-di-đà chiếu vào đó yếu ớt. Thì cái lỗi không phải A-di-đà, nếu cái nam châm mình mạnh, cái sắc mình mạnh thì nam châm nó hút mạnh thôi. Thì phải hiểu cái chỗ đó, thì bà chỉ kịp chớp mắt thôi. Rồi bà đi, giảng sanh là hạ sanh. Còn bà mê man, hên xui, hên xui. Nếu bà nghĩ tới điều ác, bà tắt thở 4 đường ác liền. Bao nhiêu công phu tu đó không kết quả. Còn bà nghĩ tới điều thiện, bà chết, sanh về cõi trời. Còn nếu bà nghĩ tới điều thiện niệm Phật, bà có phát nguyện giảng sanh về cõi Phật liền. Nhưng mà vấn đề chết, đừng để hên xui. Thành ra người nhắc niệm rất quan trọng. Kêu hoài, bà mê kêu tỉnh, rồi bà mê nữa kêu tỉnh, bà mê nữa kêu tỉnh. Mà nếu bà nhăn cái mặt là biết bà giận rồi đó, thì kê lỗ tai năn nỉ. Mẹ ơi, con muốn mẹ về khỏi Phật, mẹ đi cảnh giới khác khổ lắm, mẹ phải về khỏi Phật. Thành ra con mới kêu mẹ hoài làm phiền mẹ, mẹ đừng buồn con. Nếu người này đã có nghe giảng pháp rồi vui liền, bởi vì cái nghe pháp lý rất quan trọng. Biết là con mình nó thương mình, nó muốn mà giảng sanh, nên bà cảm thấy vui vẻ lại. Cái mặt bà tươi lại thì biết là bà hết giận. Nếu bà mê kêu nữa, chừng nào bà tỉnh táo bà chết, đây là cái điềm lành. Một là mỉm cười, thượng sanh. Hai là gật đầu, trung sanh. Ba là chớp mắt, hạ sanh. Nhớ ha. Rồi lúc đó rồi mình phải giảng cho mẹ mình nghe. Giảng sanh hay không là do 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nãy mấy ông bà trả rồi, nay tôi mới giảng kỹ là chỗ đó đó. Thì con mắt mẹ nhớ, nếu mẹ thấy được mẹ nhìn hình tượng Đức Phật nha mẹ. Nếu mẹ hình cái hình khác mẹ suy nghĩ tùm lum là không giảng sanh. Cái lỗ tai mẹ nghe, nếu niệm Phật nghe mẹ, nhất là cái niệm Phật có ban hộ niệm.
còn không có thì phải nhờ cái máy. Cái máy là niệm Phật chết, kết quả rất là yếu. Còn cái ban hộ niệm là niệm Phật sống, nhất là những người có giữ giới, mà có mấy sư cô có tăng ni ta giữ giới kỹ nữa thì bài giảng sanh rất là dễ. Nhưng Phật sống là có cái linh hồn, có cái tư tưởng mình đôn đốc cho cái linh hồn này giảng sanh cao. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, mà càng đông là càng tốt. Mấy ông bà nhớ ha. Đó thì cái lỗ tai mẹ nghe cái ban hộ niệm ta niệm, mẹ niệm theo nghe mẹ. Cái đó là cái động cơ thúc đẩy mẹ sanh cao đấy. Thì bà lắng nghe. Còn cái lỗ mũi mẹ ngửi cái mùi nhang trầm nghe mẹ, con thắp cây nhang cho mẹ đó. Xứ Cực Lạc thơm rất cả triệu lần như vậy, bông sen thơm lắm mẹ. Bông sen Cực Lạc thơm gấp cả tỷ lần cái mùi hương này. Rồi mắt, tai, mũi, rồi tới cái miệng mẹ niệm thầm theo người ta. Không được thì mẹ nhép nhép thôi. Còn cái thân mẹ xây về hướng mặt trời lặn. Đó là hướng cái linh hồn, cái thần thức mẹ xuất về đó đó. Mắt, tai, mắt thì thấy hình, tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi nhang, miệng niệm thầm theo cái thân xây về hướng mặt trời lặn. Khi cái thần thức linh hồn mẹ xuất mẹ đi về hướng đó. Còn cái ốc là quan trọng nhất. Vì tôi mới nói là năm căn kia là cảm giác thôi. Cái ốc là mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật. Thì linh hồn phát hiện ở đây mạnh nhất. Mà luôn luôn mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật là do mắt, tai, mũi, lưỡi. Nếu con mắt mẹ nhìn hình tượng Phật là mẹ luôn luôn nhớ tới Phật chứ không nhớ cái khác được. Còn lỗ tai mẹ nghe tiếng niệm Phật là mẹ không nghe ca giọng cổ, tăng nhạc gì hết mà nghe tiếng niệm Phật. Cái lỗ mũi nghiệm hương trầm và nghĩ qua sen nó thơm vậy đó. Thì mẹ hướng về Xứ Cực Lạc. Cái thân vậy thì bà mẹ biết rằng mẹ sẽ xuất ra đó. Còn cái ốc mẹ nhớ nghĩ tới tưởng Phật thì không bao giờ mẹ không giảng sanh. Giờ mẹ không muốn cũng giảng sanh nữa. Thành đã sáu căn tập trung vào cái hình ảnh Di Đà. Và cái điều thứ ba nữa là mẹ nên nhớ là xác thân mẹ phải chết. Còn cái linh hồn là không chết. Cái này phải nghe lúc đầu. Cái linh hồn không chết biết chưa? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nãy tôi thí dụ đó ha, chứ đừng nói là xác thân tôi chết là tôi chết rồi, tôi không chết đâu. Tôi có một cái không chết, thì cái này phải giảng lúc còn sống. Rồi giờ nhắc lại thì mẹ cười liền, mà nói con nói đúng, mẹ không chết đâu. Mẹ chỉ bỏ cái thể xác này thôi, cái linh hồn mẹ sẽ về cõi Phật, mẹ đợi con bên đó. Nghe không? Đó là một, là thể xác chết, hai là linh hồn không chết, ba là sáu căn phải hướng về câu niệm Phật, hình ảnh Đức Phật. Thứ tư là tất cả các màu mẹ không chấp nhận nghe mẹ. Màu đen là ma, màu đỏ là thần, hai cõi nhà ác lắm. Thần nó chiến đấu đánh giặc hoài, ma thì nó tư tưởng hắc ám lắm. Còn màu trắng đó là cõi trời, trong sạch, trinh trắng, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên, giữ giới không kỹ bằng màu các cõi trời, nhưng mà cái định lực rất mạnh. Họ tối ngày họ luyện đơn nấu thuốc, thành đó họ sống rất lâu. Hai cõi này sung sướng lắm nghe mẹ. Nhưng mà hết phước mẹ phải luân hồi. Mẹ đừng về nghe mẹ. Hai cõi này có tiên nam tiên nữ đẹp lắm. Mẹ ok một cái là mẹ bỏ xác đây. Mẹ dập vô đó thì mẹ kẹt đấy. Chỉ có màu vàng thôi nha mẹ. Đầu trọc heo. Như các nhà sư có hào quang màu vàng. Trên tay cầm bông sen. Đó là xác thân của mẹ nha mẹ. Mẹ đừng có thai sanh, đừng nõn sanh, đừng thấp sanh. Mẹ phải quá sanh. Có bốn điều thôi, nhắc người chết bốn điều. Mà người chết có nghe pháp rồi rất dễ nhắc, đồ đậm nét lại thôi. Còn không nghe pháp gì hết, nhiều khi không hiểu gì hết. Thành ra tôi năn nỉ mấy ông bà, dầu sao cũng phải ráng nghe pháp. Rồi nếu con nó lặp lại, ồ mình đã nghe nhiều lần ông sư giảng rồi, thì bốn điều thôi, xác thân mình phải chết, linh hồn vĩnh viễn không chết. Mà linh hồn là cái gì? Cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Nó quan trọng, nó mượn cái ốc để nó phát ra. Còn sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi thì mình tôm hết vào hình ảnh Đức Phật. Còn cái thân xây vừa hướng mặt trời lặn. Còn tất cả các màu không chấp nhận, chỉ chấp nhận màu vàng và cái bông sen trên tay Đức Phật thôi. Rồi đó là lúc hấp hối. Còn khi chết rồi muốn coi giảng sanh ở phẩm nào, cao hay thấp, thì đây là cái phần chót. Một đó là mẹ chết tỉnh táo, mỉm cười thì thượng sanh, gật đầu trung sanh, chớp mắt hạ sanh, rồi mê man hên xui. Đó là rồi, không biết. Nhưng mà muốn coi cái nữa là để 8 tiếng. Chết rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc chết hết. Nhưng mà dây thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thần kinh, ốc 8 tiếng mới đứt. Cái này duy thức rất rành khoa học, không biết. Không biết. Vì tôi thật cái tâm lý của Đạo Phật á, 8 tiếng mới đứt. Thành ra chết rồi trong 8 tiếng hồ không được đụng tới thây ma.
không được đụng tới. Chỉ có những người có tu, nhất là những người uống rượu ăn thịt không giữ giới, đừng cho lợi gần. Lợi gần cái điện lực mình tỏa ra, người chết sợ lắm. Người kiết nhiều khi bực nữa, bực là nổi sân, là loài súc sanh thôi. Chỉ có mấy thầy mấy tăng ni giữ giới kỹ, với đứa con trong gia đình mà Phật tử có giữ giới được lợi gần. Nhưng mà Phật tử không khéo sờ, nhiều khi đụng cái chỗ đau, người chết nổi sân thì súc sanh. Chỉ có các thầy tu hoặc mấy người có giữ giới và dịu dàng nhẹ nhàng thì rờ hết sâu thân. Trên đỉnh đầu thì đây là qua trung phẩm, ít có khi nào qua, mà vẫn có đấy. Tôi đi vẫn có 3-4 người, một người ở Vĩnh Châu, một người ở Vĩnh Long. Vĩnh Châu thì 1,000+ hột xá lợi. Tôi là không ngờ, tôi rờ rồi trên đỉnh đầu còn nóng. Còn cái ở Vĩnh Long này tôi không có rờ, nhưng mà con cái trong gia đình rờ, nó đỉnh đầu còn nóng được đâu 80-90 hộp xá lợi. Rồi thì là giảng sanh đấy. Thành ra để 8 tiếng đồng hồ mà cái ban đầu vừa chết thì hơi sanh. Để chừng 7-8 tiếng rồi Hào Quang Di Đà chiếu trong đó thì cái thân thể không phải là của mẹ mình. Mẹ mình phân nửa thôi, mà Hào Quang A Di Đà vào trong đó nữa, tức là tiếp dẫn đấy. Cái tiếp dẫn là Hào Quang đi A Di Đà chiếu vào trong mình. Nhất là thượng sanh đó thì có khi ở ngoài người ta thấy Hào Quang nữa. Còn trung sanh hạ sanh đã ít thấy, chỉ người chết mới thấy thôi. Đó thì để 8 tiếng đồng hồ tay chân mềm ùi lúc sống, đây là triệu chứng giảng sanh. Còn cứng ngắc như khúc củi thì không giảng sanh. Thường thường người chết mà đọa xuống địa ngục đạo quỷ nào thì chừng 10 phút, 15 phút hoặc nửa tiếng là tay chân cứng ngắc rồi. Cái này để 8 tiếng mặt vẫn hồng hào lúc sống, tay chân mềm như lúc sống, triệu chứng giảng sanh. Đó là hai điểm. Còn cái thứ ba là rờ coi trong thâu thân chỗ nào còn nóng sao cho. Hãy 8 tiếng rồi thì dây thần kinh đứt là cái linh hồn nó mới ra khỏi thể xác đấy. Còn trong 8 tiếng là linh hồn còn trong đó. Cái bóng đèn còn đứt chứ còn cái luồng điện vẫn còn trong dây. Nên nhớ như vậy. Rồi 8 tiếng rồi rờ, nếu trên đỉnh đầu đây là trung phẩm bậc nhập lưu nhất vãng lai bất lai. Lên lúc chết nhờ cái ban hộ điểm sao người này nhận được Phật tánh. Thường thường sống không nhận mà lúc chết dễ nhận. Còn cái thứ hai đó là cái trán này còn nóng. Cái trán này còn nóng thì hạ phẩm thượng sanh. Nếu không là về cõi trời vô sắc, còn có phát nguyện về thượng phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu từ cái lỗ mũi xuống cái miệng là hạ phẩm trung sanh. Còn cái ngực còn nóng là cõi người, nhưng mà phát nguyện về hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bụng còn nóng là ngạ quỷ. Cái chân còn nóng là súc sanh. Cái bàn chân đó là địa ngục. Từ đây là trở xuống là không êm rồi. Đó thì ba cái triệu chứng. Một là tỉnh táo, mỉm cười, gật đầu hoặc chớp mắt. Hai là 8 tiếng đồng hồ tay chân vẫn mềm. Ba là rờ soát trong thâu thân. Đây là trung phẩm, tức là bậc thánh. Đây là hạ phẩm thượng sanh. Đây là trung sanh. Đây là hạ sanh. Còn từ đó trở xuống dưới là không êm. Như vậy mà nếu thiêu có xá lợi. Đó là trong kinh chứ tôi không biết. Nhưng mà tôi nói mấy lần tôi thấy thiêu có như cái ông ở Vĩnh Châu. Ông đó lại có phước. Ông bệnh ung thư phổi. Ông không bao giờ tu, không niệm Phật, không ăn chay. Đứa con năn nỉ quá, ông ăn chay. Ông niệm Phật thì hết bệnh. Ung thư mà bác sĩ chạy á. Ông thấy gì ông tin quá, ông ăn chay trường. Nhưng mà kêu ông thọ giới quy y tam bảo, thọ ngũ giới, ông không. Không, mà ông không có niềm tin. Sao mà xuống dưới Bạc Liêu tôi giảng pháp, ổng nghe cái bản pháp môn Tịnh Độ như vậy nè, giảng 2 tiếng mấy hồ, vừa xong ổng quỳ lên ổng xin thọ giới liền. Trời, đứa con nó mừng quá trời, nó con kêu ba con năn nỉ hết sức, ổng không chịu thọ giới. Ổng bệnh vậy mà không niệm Phật, không ăn chay, tới giờ không ăn chay trường đó, xưa mà ổng niệm Phật đó mà không chịu thọ giới, không quy tâm bảo gì hết. Con năn nỉ hết sức, ổng đi nghe pháp hoài 10 mấy vị mà ổng không chịu thọ giới. Sao bữa nay không, con không kêu mà ổng lại phát nguyện trọ, sư truyền cho ổng đi sư. Thì tôi truyền tôi đặt pháp danh là Liên Trường. Thì đâu 3-4 năm sau được sống, 3-4 năm sau cái bệnh nó tái phát lại, ông không chịu ấy nữa, ông nói thôi để chết. Thì ông mới điện, đứa con nó điện xuống Trà Vinh cho tôi đi. Tôi nói tôi bệnh quá đó, tôi cũng giảng đây nè. Rồi về cái là tôi bị mắc trận mưa, sư cô không có tỉnh lại, tôi không dám ở lại, đi về tuốt Bạc Liêu, về suốt tỉnh xá, nó ướt như chuột lột. Về nó cảm luôn, tôi nói nó nóng, nó sốt. Thì bữa sau cúng hỏi nữa. Nó chết chứ, bữa sau cúng hội. Cúng hội thì đang sắp sửa lên cúng hội thì điện ở Vĩnh Châu điện xuống. Đứa con thỉnh sư về gặp chức, con ra con muốn gặp mặt sư lần cuối. Tôi nói trời ơi,
tôi bệnh muốn chết, tôi làm sao đi được. Thôi sư từ bi mà sư, sư thương một chúng sanh cũng như là Phật thương con, nó cứu độ một chúng sanh đó là cái tâm của Phật. Cô nói chuyện hay lắm. Tôi nói cô nói hay quá, tôi không có nói gì được hết. Thôi bây giờ tôi bệnh quá tôi không đi được. Cô nói phải đi là sư, chứ sư không đi là ba con không chết á. Ba con đợi sư à, biết bao nhiêu vị sư lại thăm mà chú nguyện cho ba con đi, ba con nhất định không đi. Nói gặp mặt sư lần cho. Tôi nghe nói vậy tôi kẹt quá rồi, tôi phải đi. Cổ bà kêu Trà Vinh bao xe, cái xe tốt ha, bao với Phật tử đi xuống dưới. Thì lúc đó đổ cơm rồi có nói vào sư khỏi thuyết pháp, sư giao cho ông khó trụ trì đi. Tôi nói không được, giờ đơn lỡ lên vậy còn sao. Nói giờ vậy thì sư thuyết pháp ngắn lợi sư đi nha. Tôi nói pháp làm sao mà ngắn dài được, phải giảng người ta hiểu chứ. Rồi tôi giảng đâu tới 2 giờ. Tôi từ giới đó thuyết pháp lâu lắm, như phần cúng hội, phần đọc kinh sám hối là 2 giờ. Thì tôi ăn có nửa bụng à, tôi đi xuống dưới đó thì 7 giờ tối, 5 tiếng đồng hồ. Thì tôi vô ổng mừng quá trời, ổng nói sư con đợi sư nè, sư chú nguyện cho con đi. Tôi nói trời, ông đi là do ông chứ tôi chú nguyện, mà con gặp mặt sư thì con mới đi vui, chứ thôi con đi không được. Đó thì tôi mới lại chú nguyện Phật tử 70 mấy người nha, 70 mấy Phật tử mà ta rất tha thiết, ở quê họ rất là thật, kêu là lão thật niệm Phật đó. Thì bắt đầu là tôi ngồi xuống, tôi cầm cái micro này tôi giảng cho ổng nghe. Nó sư nhắc con đi sư. Tôi nói ông quên là sao. Nó con nhớ mà muốn sư đồ đậm nét lại. Tôi mới giảng 4 điều á. Nghĩa là ông phải chết linh hồn, mà cái thể linh hồn không chết niệm Phật. Ông nhớ nghĩ tưởng tới Phật. Tất cả các màu không chấp nhận màu vàng thôi. Nó sư nhắc lại con rất vui. Bây giờ con nghe lời sư. Tôi nói thôi giờ ông niệm Phật đi nha. Thì ông bắt đầu niệm Phật thì nhức quá chịu nổi. Ông vừa tay vừa chân. Tôi lại nói, tôi cầm cái micro, tôi nói ông quên vậy là không có đi. Ông nhớ tới Phật là quên cái đau. Ông nói đau quá sư ơi, tôi nói đau là đau mà ông nhớ Phật là ông quên đau. Ông phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu chứ. Giờ này giờ phút cuối cùng. Thì ông nói con nghe lời sư, ông nín. Nín đâu được 1-2 phút thì ông quên nữa. Tổng bắt cái micro lên tôi nói nữa. Ông có nói thôi con nghe lời sư, ông im. Im đâu được 4-5 phút thì ông quậy nữa. Ông nói nhức quá sư ơi, tôi mới bỏ cái micro, tôi lợi sát bên ông, tôi nói. Tôi kể công. Tôi nói tôi cực khổ đâu mà từ Trà Vinh mà tôi lội xuống đây là gần 200 cây số. Mà tôi vì ông tôi bệnh muốn chết nè, tôi cảm nè, tôi giảng pháp rồi tôi cảm, mà vì ông tôi xuống đây. Bây giờ ông vậy là ông không có giảng sanh, không làm gương cho người khác, mà ông cũng không giảng sanh. Ông nghe lời tôi, ông tập trung hết nhớ Phật A Di Đà thôi. 4 chữ hoặc 6 chữ ông đừng có quên cái nhất đi thì A Di Đà hiện. Ông làm với A Di Đà đâu có hiện được. Ông vừa bỏ 2 chân, 1 chân nhớ A Di Đà, 1 chân nhớ cái đau, làm sao A Di Đà hiện. Ông tập trung hết Di Đà đi, quên cái nhất. Ông nói con nghe lời sư, con kính sư quá, con sư cực khổ sư mới đến đây. Nói xong là ông chết. Mà tôi rồi đó có biết chết ra làm sao đâu. Tôi tưởng ông im là ông nằm im thôi. Tôi mới chạy lại cầm cái micro, tôi nói với cô con gái ông, cô đó rất là khôn, con người rất khôn ngoan. Tôi nói cô lại nhắc ông đi. Nhắc ông nhớ là niệm Phật, đừng có nhớ cái nhất nữa nha. Cô là người nhắc niệm đi. Cô lợi đó, cái cô chạy lại nói, bạch sư dường như ba con chết rồi sư. Tôi nói trời sao mà cô hay quá vậy, tôi nhìn tôi không biết chết sống như thế nào. Nó sư khai thị lần cuối là ba con chết rồi đó. Tôi mới lợi tôi để cái tay vô lỗ mũi, không có hơi thở nữa. Tôi mới bắt cái mạch thì thấy êm hết. Tôi nói rồi ba cô giảng sanh rồi đó, thôi tôi về nha. Cô nói đâu được sư, 9 giờ mấy rồi về cái gì nữa. Sư bữa nay là không có nghỉ gì hết, sư thuyết pháp rồi sáng rồi sư bệnh nữa, sư ở đêm nay rồi mai sáng hay về. Thì tôi nghe nói thì tôi ở lại đêm. Kẹt quá rồi, tôi nói cái ban hộ niệm người ta xuống đây là người ta về liền đó cô. Nói người ta về đi, mai con ba xe mình sư về, con ba xe xịn cho sư về dưới. Thì tôi thấy cô tha thiết quá, thôi tôi ở lại. Ở lại tới 5 giờ sáng là đủ 8 tiếng rồi đó. Thì 9 tiếng tới 5 giờ là 8 tiếng, 9 giờ. Thì tôi qua, tôi nói thôi tôi về nha. Cô nói thôi sư về được, bây giờ con ba xe cho sư, con điện rồi. Kêu vô, nó vô liền hà, con có hẹn với nó rồi. Nhưng mà sư phải rời cái xác của ba con. Tôi nói trời, cô chưa rồi sao? Nói tụi con đợi sư ra thấy có sư, sư có cái đức sư rồi, không chừng là ba con không giảng sanh cũng giảng sanh, mà giảng sanh thì giảng sanh cao hơn. Tôi nói trời ơi, đó giờ tôi đâu có biết rờ cái thay ma. Thì thôi bây giờ cô nói ba tôi cũng ráng rờ. Tôi lên tôi rờ từ trán cho xuống chân lạnh ngắt hết. Cái bụng là lạnh nhất, còn hơn nước đá thục vô là từ dứt ra liền. Tôi nói trời ơi, cái nào cũng lạnh hết rồi cô. Cô nói còn cái đỉnh đầu sư. Tôi nói trời, cái đỉnh đầu không lẽ ổng tu cư sĩ mà lấy cái đỉnh đầu còn nóng. Thì tôi đội cái nón vàng cho ổng, tôi đắp cái vải vàng cho ổng hết, tôi dỡ vải vàng tôi rờ, rồi tôi thấy cái đỉnh đầu tôi dỡ cái nón tôi rờ, tôi thấy còn nóng. Tôi nói trời, như vậy là ba cô giảng sanh về trung phẩm bậc thánh đấy cô. Thôi giờ tôi về ha, cô thiêu đi có xá lợi.
mà ở nhà làm kim tỉnh hết rồi, chỉ còn đút cái hòm cho kim tỉnh thôi. Thành ra năn nỉ ổng không chịu. Nhưng mà lời cổ cho tới hai ba con không chịu, siêu nói đi. Siêu nói là ổng chịu liền à. Tôi nói chào, không biết có linh không, để nói thử. Trước khi tôi tới là tôi hỏi ổng rồi, cô con cũng giỏi lắm, cô nhắc thì siêu vô cô hỏi ổng thiêu đi sư. Thằng nói nó có xá lợi cho người ta thu. Tôi nói à, thì tôi vô hỏi ổng nói sư dạy sao con nghe vậy. Kim tỉnh rồi hết, nhưng mà sư dạy thiêu là con nghe lời sư con thiêu thôi. Thì tôi mới nói, ông nói vậy là con nói, bà nhớ nè, bà hứa sư, thì sư dạy sao mà con cứ nghe vậy đi. Ba theo sư thôi, giờ kinh tỉnh bỏ đó, ai muốn vô thì vô. Đi thiêu con sư đi, thiêu ra đi. Rồi đi thiêu, tôi nói thiêu rồi cô cho tôi biết nha. Hai bữa sau cô điện xuống, cô nói mừng quá sư ơi, một đống xá lợi. Tôi mới hỏi một đống là bao nhiêu, vài trăm hộp không? Tôi nói thử thôi, tôi tính là vài chục hộp thôi. Một vài trăm hộp, ông nói không có, bỏ một thao vậy, chắc vài ngàn hộp bà sư. Thì tôi thấy cư sĩ mà vậy đó. Thì tôi về tôi suy nghĩ hoài, ông nào mới tu có 3-4 năm à, ăn trái trường mới có 2-3 năm à, thế mà niệm Phật mới 3-4 năm mà tại sao lại có xá lợi nhiều vậy? Thì theo trong kinh là giới giảng sanh cao hay thấp là do cái tín nguyện, cái niềm tin ổng là niềm tin tuyệt đối. Tôi nói sao nghe vậy thôi, mà tôi là nói theo kinh, tôi không dám nói ngoài kinh được. Tôi dạy ổng sao là ổng y theo vậy. Và cái nguyện ổng là mong cầu sức lạc. Ổng đã khổ nhiều từ nhỏ tới lớn, ông 80 mấy tuổi rồi, ổng biết hết cuộc đời rồi. Thành ra cái nguyện lực của ổng rất là mạnh, cái niềm tin ổng rất là vững vàng. Do đó cái ban hộ niệm tới 70 mấy người mà gặp ngay lúc tôi khai thị, mà chết ngay lúc tỉnh táo, mà chết rồi 8 tiếng hồ tôi rờ tay chân mềm ùi, mặt hồng hào trở lại, và rờ cái đỉnh đầu còn nóng, ba cái điểm rất là tốt. Thành ra tôi mới nói có xá lợi. Nói sư nói linh quá, xá lợi một đống. Tôi nói không linh đâu, cái đó là trong kinh á, chứ không phải của tôi. Trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, chúng ta sẽ gặp nhau vĩnh viễn ở xứ Cực Lạc A-di-đà, và mang sắc thân bông sen. A-di-đà Phật. Come.